Alo, đi du lịch hả? Chắc không đi quá, bởi vì dạo này lu bu công chuyện nhiều lắm. Thôi để dịp khác nghe. Cảm ơn nghe. Ông á, dạo này sao vậy? Có bị gì đâu. Nào ông thấy thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn vậy? Điện thoại reo cũng giật mình nữa. Nghĩ gì vậy? Có gì đâu. Không có gì đâu. Không có gì đâu mà nghe tiếng điện thoại cái là giật mình hà. Rồi không thì chui trong toilet á, nói sầm xì mình nó trống á. Có gì đâu bà ơi, thì điện thoại nó reo, tôi đi đang nghĩ cái gì đó là tử điện thoại của mình thì lấy ra coi, không phải thấu chứ cái gì đâu mà bà nghĩ lung tung. Làm riết rồi tôi thấy lo lắng trong lòng, sao đâu không yên tâm chút nào chứ. Tụi nó không có cái gì đâu bà. Nghi lắm, bộ này là rất là nghi nè, nghi như đang nuôi ai ở ngoài đây nè. Trời ơi, tụi nó ngu dữ gì không trời, đi nuôi ai ở ngoài vậy? Nhưng mà mấy ông á đâu có nghĩ đó là chuyện mình ngu đâu. Tôi nói là không có. Nhưng mà tôi nói thiệt với bà, không có chuyện gì hết. Mà nếu có thì bản thân tôi cũng tự lo được, không để mẹ con bà phải lo lắng đâu, nghe yên tâm. Gì? Của tôi. Trời ơi, con bên chủ chứ ai đâu. Alo, chú nghe nè. Chỉnh gia đình phải hết hả? Dạ không, gọi hỏi thăm à. Mà sẵn hỏi thăm á, cái cho con hỏi luôn cái vụ tiền lương của con á. Chu có gửi trễ 10 bữa rồi. Alo. Alo. Thôi được rồi hả? Alo, alo. 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 Con nghe chú nè. Alo. 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 Rồi, thôi được rồi, chú cúp máy nghe. Alo. Chú nó gọi có chuyện gì không? Bộ má bị gì hả? Không có. Má có làm sao không? Nó không có bà, nó gọi nó kể chuyện này, kể chuyện kia ở dưới. Rồi nó kể công rồi, thì nó muốn lên lương á mà. Kệ đi. Thiệt luôn á, bộ giỡn hay sao á trời. Đang hỏi thăm á thì không có chuyện gì xảy ra. Tự nhiên nhắc tới tiền bạc cái mất con sống lần sao trời. Bực mình ghê luôn á. Ủa, nè. Dạ. Đâu à? Em đi kiếm duyên, em kiếm chưa có được. Em đi kiếm con Duyên. Trời ơi, giờ này mà em còn đi kiếm nó nữa hả? Sao chị? Bộ em chưa hay tin gì hả? Không, em đâu có hay gì đâu. Trời ơi, như vậy là chết rồi. Cái gì? Ai chết? Em tốn công em đi kiếm nó vậy là chết rồi. Bị nó về nhà rồi. Duyên về nhà rồi hả? Thiệt hả chị? Ôi trời, giỡn mày chi? Chị nói đại đi, nhấp nhấp nữa. Làm tối qua về em ngủ không được luôn á. Quên. Mà sao chị biết vậy? Chuyện sao không biết được. Cái gì trong xóm thì chị cũng biết hết trơn hết trọi á. Chị nè, đích thân chị nè, hồi sớm thì đi qua nhà ông Nhân, gặp nó nhà đó, thấy ghê chưa. Mà sao vụ này em không biết gì trơn ta? Đúng rồi, đáng lý ra là em phải điện cho bác Nhân, hỏi bác Nhân mới đúng. Bởi vậy em mới thông minh gì hết, lo đi tìm nó không phải không? Mà chị chủ công nhận nha, nhiệt tình thiệt á. Thật ra thì cũng phải nhiệt tình gì mà bị gì, mình có lương tâm á, hàng xóm nói chuyện với nhau mình phải quan tâm nhau đúng không? Dạy cái đó mới mốt học được cái đó nghe chưa? Rồi giờ rảnh không? Rảnh. Rảnh đi qua hỏi thăm á, đi đứng đây nói chuyện với tôi chi vậy? Quên, đi nha. Cái đứa này quá thật.
Thấy đơn giản vậy mà cũng mất cả ngày rồi ha. Đó, em tưởng đâu là không khó, ai ngờ là khó không tưởng luôn. Mấy căn trước anh thấy cũng được, nhưng mà nó gần đường quá nên anh không thích. Ủa, chứ không phải thường mấy người ở thành phố xuống là người ta thích mấy cái nhà ở mặt tiền à? Ai nói anh là dân thành phố vậy? Đoán. Thành phố chỗ nào? Chứ ở đâu? Anh ở bên Mỹ. Bên Mỹ? Thất nghiệp đúng không? Kiếm việc làm đúng không? Anh về đây là có lý do. Lý do? Ở đó đang dạy học ở dưới quê đó. Thôi con về quê làm việc luôn đi, rồi có điều kiện gặp nó, gỡ nó thường xuyên luôn á. Anh về đây để kiếm hạnh phúc của mình. Sao anh biết hạnh phúc của anh đang ở đây? Cuối cùng túm lại là anh chọn thuê cái căn nào á, nãy giờ là mình đi nhiều lắm luôn nha. Chắc là anh sẽ chọn căn cuối cùng. Thôi em quen biết mới bớt vậy á, chứ không hở là mắc cắt cổ luôn đó. Rồi, cảm ơn bé Duyên. Ơn nghĩa vậy, coi như là em trả ơn á. Tại vì á, tí em làm hư cái điện thoại của anh. Công nhận em cũng sòng phẳng quá ha. Chứ, em sòng phẳng lắm à. Nhà em ai cũng vậy luôn á. Làm cái gì là 1, 1, 2 là 2. Rút rẽn. Cái nào ra cái đó. Không có múc nợ ai hết trơn trọi á. Chắc là ngày mai anh sẽ lên đó ký hợp đồng thuê nhà. Em đi chung với anh nha. Thôi đi chi. Ủa, nhiệm vụ em là dẫn anh đi vậy là xong rồi, đi theo làm gì nữa? Coi như là chấm dứt. Dạ thưa bác. Có chuyện gì mà cậu tự đích thân tới đây vậy? Dạ con nghe nói là kiếm được Duyên rồi hả bác? Rồi. Dạ Duyên đâu rồi bác? Chi vậy? Dạ con muốn gặp Duyên để nói chuyện một chút. Còn gì để nói nữa? Bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Dạ bác cho con gặp Duyên đi. Con với Duyên còn nhiều chuyện chưa nói lắm. Không còn gì để nói hết á. Kể từ bây giờ á, cậu đừng tới đây nữa. Tại con gái tôi nó ngu, nó chịu. Dạ bác hiểu cho con đi, thật sự là con không muốn như vậy đâu. Hiểu cái gì? Tôi cấm cậu tới đây, kể từ bây giờ không còn bát cháo gì nữa hết á. Về đi. Nè, anh kia. Gì? Bộ nó có tâm trạng sao mà không cà khịa tôi nữa vậy? Bình thường anh nhanh miệng lắm mà. Tùy bữa thôi, bữa nay không có tâm trạng. Nhìn anh vậy á, có thấy không quen xíu nào? Sao ạ? Thì do cái mặt của anh nghiêm túc quá. Anh á, biết sao không? Anh không có hợp với cái kiểu mặt trầm tư. Mắc cười ghê. Mày vui tôi cười, buồn khóc. Tâm trạng thì mặt tôi trầm tư. Mà lần đầu tiên mới nghe là biểu lộ cảm xúc là phải cho phù hợp với gương mặt luôn á. Ủa chứ sao? Nè. Ừ? Tôi có biết chuyện của anh với Duyên á. Nói thiệt nha, anh làm vậy á tội Duyên lắm á. Giờ hỏi cô nè, nếu như mà ép cô lấy một người không yêu á, cô chịu không? Đương nhiên là không. Đó thì tôi cũng vậy. Nhưng mà dù sao á, Duyên cũng là con gái mà. Anh cũng phải hiểu cho cảm giác của Duyên chứ, đúng không? Thì tôi biết sao giờ. Thực sự là trong lòng tôi coi Duyên như là em gái thôi à. Rắc rối vậy hả? Còn Duyên sao? Anh gặp Duyên chưa? Có qua rồi, nhưng mà bác Nhân đuổi tôi về, Duyên thì trốn tôi luôn. Cũng đúng rồi. Như tôi á hả? Tôi cũng không có gặp đâu. Làm người ta mất mặt quá trời luôn.
Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không, thấy ngộ thôi. Sao tự nhiên bữa nay tốt tính rồi tâm sự với tôi vậy hả? Chứ thường ngày chặn lắm mà. Ờ ha, tự nhiên nay rảnh vậy ta? Tôi đi về không có thèm nói chuyện với mấy người đâu, cứ đồ khó ưa. Tự biên tự diễn. Ừ. Cậu Nam á? Dạ. Tìm thuê được nhà chưa? Dạ rồi. À. Ngày mai là ký hợp đồng á. Ờ. Tía, cái anh đó ở bển về á. Hèn chi, tôi thấy cái nước da trắng á, trắng xem con á. Tí này, tự nhiên cái so sánh con với người ta. Con là mặt hoa da phấn, là nước da gọi là nước da đẹp, nước da trắng tự nhiên, nước da gọi là đẹp di truyền mà không có bình thường đâu mà tí tí đem so sánh. Ồ, thấy ghê không? Thôi cho tí xin lỗi công chúa. Đúng là cái nước da của con á, nó giống như là cái nước da của má con ngày xưa. Tao nói nha, bao nhiêu là trai làng theo đuổi má con luôn. Trời đất ơi, đẹp vậy luôn á. Ừ. Vậy mà sao má chịu tía hay vậy? Nói thiệt với con nha, lúc đó tía nè nghèo nhất trong cái đám trai làng, nhưng mà tía yêu má con bằng cái tấm chân tình. À, tía yêu là yêu thật lòng. Tía cứ miệt mài làm ruộng, chiều về là tía tắm, à, thật là sạch sẽ. Cái tía đi tới cửa nhà của bà ngoại con, tía đứng, cái tía đi về. Gì cây á? Mà ngày này qua tháng nọ luôn, má con đứng ở trong nhà nhìn ra thấy tía, động lòng, ưng tía. Đọc chiều không? Tía, vậy người ta có cái câu gì? À, đẹp trai không bằng trai mặt là có thiệt có tía. Đúng. Ý con là kiểu như là mình có lòng thành á, kiểu như mình có lòng thành là mình sẽ được đáp trả. Đúng. Nãy như con nè, con là siêng năng giống tía nè, đẹp gái giống má nè. Ờ mà nè. Ừ. Hồi nãy rằng Nghĩa nó mới ghé đó. Tía nói gì? Nghĩa nó mới ghé tìm con. Thiệt hả tía? Ừ. Ủa rồi sao rồi, anh có nói gì con không? Chưa kịp nói gì, tí đuổi về rồi. Tía! Làm giật mình mày! Tự nhiên tí đuổi anh ta về vậy? Tía không lấy chỗ trà, tía quét nó là may rồi đó. Tía kỳ cục quá. Kỳ cục cái gì? Quên cái thằng đó đi. Tía làm cho con dễ quên lắm á. Ờ, gặp nó đi. Nó hứa hẹn. Rồi nó từ chối, nó không chịu cưới nữa rồi sao? Con sẽ thuyết phục ảnh. Con hả? Con không bỏ cuộc đâu. Trời ơi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thiệt tình đó chứ. Làm cái gì mà gọi điện cũng không được. Không biết cái nhà người ta đang lo hay sao. Trời ơi trời. Gì? Ủa sao tôi ngủ? Nghỉ ngủ được chắc á. Cái điện thoại sao mà tôi gọi không liên lạc được? Hết pin rồi. Có cái điện thoại mà lần nào gọi cũng kêu hết pin hết á. Mà làm gì mà tới giờ này mới về dữ vậy? Thì làm việc với đối tác mà, bạn chuyện làm ăn mà sao mà biết giờ giấc được. Đối tác nào mà dữ dằn vậy? Trời, có chuyện làm ăn của tôi, đối tác của tôi sao tôi nói bà có biết đâu. Mà nếu lỡ mà có quan trọng như vậy thì cũng thấy khuya rồi gọi điện về tiếng cho tôi yên tâm chứ. Biết nhà lo lắm không? Thôi trời, bà cứ ngủ trước đi chứ chờ tôi chi. Ông nói nghe hay không? Ông chưa về sao tôi ngủ được. Thôi được rồi, mốt tôi đi về trễ tôi báo cho bà biết. Bà giờ ngủ đi. Giờ khuya rồi đó, vô thay đồ rồi ngủ, đừng có tắm nữa. Nhớ lần sau về sớm sớm đó. Hello Miss Nguyên. Hello everyone. Tụi con vô lớp đủ chưa? Dạ rồi cô. Có 3 bạn thôi à? Sao Tèo nghỉ học vậy? Tụi con biết không?
Dạ, tèm phải đi cắt cỏ cho bò rồi cô. Vậy còn ớt nữa, sao ớt nghỉ học, có ai biết không nè? Dạ, ớt thì đi bắt cá đổi gạo rồi cô. Cô thấy bạn đi đổi gạo hả? Dạ. Còn An nữa, An nghỉ tới bữa nay là cả tuần rồi. Tụi con có biết sao An nghỉ học không? Hôm qua con thấy thằng An đi trên đường á, mặt nó buồn lắm. Nhưng con đang chơi thả diều nên con không có nói chuyện với nó. Mày lo chơi, gặp thằng An cũng chả hỏi thăm gì hết á. Mày cũng vậy mà. Thôi thôi nè, thôi mày không có cãi nhau mày nè. Mày á, trực tới. Mày á, tụi con nghe cô không? Không có cãi nhau trong lớp nghe chưa? Bạn nào mà cãi nhau hả, là cô bắt chế phạt nè, 100 lần luôn. Rồi có đồ chơi đẹp, cô không phát cho đâu nghe. Rõ chưa? Sorry Miss Nguyên. Ừ. Vậy tụi con có biết nhà bạn An ở đâu không? Dạ, nhà nó ở bên cồn, mấy cô phải đi qua bằng xuồng. Vậy à? Thôi được rồi, để bữa nào cô rảnh á, rồi cô ghé nhà bạn An coi sao ha. Còn bây giờ mình học tiếp nha. Dạ, dạ. Tụi con mở tập ra. Gì vậy? Ừ. Sao vậy? Trời ơi, coi kìa, cái mặt kìa. Thì sao vậy? Bộ nhớ ba hả? Ba mới đi làm mà. Ba về kìa con, ba về, ba về. Ủa, cái gì vậy? Hả? Trời ơi, sao mà bầm mình bên mấy trời, cái trời chết rồi. Da quẹt xe thôi, có gì đâu. Mà đi đứng kiểu gì mà để quẹt xe dữ vậy? Cái đang đi vừa cái thằng ở trong hẻm nó xé trong cái hai xe. Ngã. Trời đất ơi, thiệt tình á. Ai ai. Ây da. Đau lắm hả? Trời ơi, thiệt tình á, sao mà để gì mà nó cái gì nữa vậy? Này nó té nó chống xuống bông gân hay sao nè. Trời ơi, chết rồi. Thì đi, ban đầu là xe nó quẹt với nhau, rồi lát hết quẹt với nhau, rồi nó quẹt vô người, nó ra trái phải có hết. Trời ơi, như vậy là cả người te tua hết rồi, chỗ nào cũng bầm dập hết trơn, vậy làm sao đây? Bây giờ thì thay đồ đi, rồi tôi chườm đá cho. Mà cái kiểu này chắc là phải ngâm nguyên người vô bồn nước đá luôn chứ chườm gì hết. Nội. À, dạy xong rồi hả con? Dạ. Ngồi xuống rất uống đi con, cho nó khỏe. Tụi nhỏ nó hôm nay nó nghỉ nhiều hả con? Dạ, bữa nay nghỉ cũng 3-4 em đó nội. Mà chủ yếu là mấy đứa nhỏ ở nhà phụ ba má đi làm, thấy thương lắm. À, nội ơi, con cũng tính 2-3 ngày nữa, con qua bên cồn đó nội. Bên đó nó vắng lắm đó con. Bộ, ở bệnh có vấn đề gì hả? Không, không có vấn đề gì hết á. Dường cái là cái số người ở nó thưa thớt. Dạ. Cho nên là con đi á thì phải cẩn thận nha. Dạ nội. Nhưng mà con đi bằng cái gì? Dạ con tính rồi nội. Con tính mượn chiếc xuồng của chú Sinh á. Rồi con tự chèo qua bển luôn. Khó lắm đó nha. Mà con đi mình á, là nội không có yên tâm. Hay là để nội nói chủ á, nó đi với con. Thôi nội, nội kêu ai, nội kêu chị chủ. Chị chủ cũng mới thấy là không ổn á. Không ổn cái gì, dầu sao cũng đi hai chị em, nội yên tâm hơn. Nếu có gì xảy ra mình con là con làm sao? Nội lo lắm á. Con thấy chị ở nhà con mới yên tâm á. Để nội có cần gì chứ con phụ nội nữa. Cái con đừng bướng 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 lắm á. Trời ơi, coi kìa. Mới sáng mà cạp xoài rồi, chua lè chua lét. Chị cạp cho nó thanh giọng cưng. Ăn đi ha. Ăn rồi đã bao tử rồi la. Ê chị, em á qua nhà của phó hiệu trưởng chơi, bữa nay sinh nhật cổ á. Ừ, với mấy đồng nghiệp nữa. Có gì chút nội vậy á, chị xin nội cho em bữa nay về trễ nha. Anh chị chơi rồi lát về với mắt gì về trễ. Thôi lâu lâu tao mới đi chơi một lần cho đi trễ đi. Nha, xin giùm em nha. Rồi em đi nha, bye bye. Nữa đi bộ nữa, có xe không chịu đi thiệt. Dân thành phố ngộ
lại mới thiếu vận động hay gì á. Trời ơi, sao có thể nhớ lộn ngày sinh nhật ngày mai thành bữa nay được vậy trời. Bây giờ mà về á, có khi chị chủ chỉ cười mình thúi mặt luôn á. Ủa, chiếc xuồng này của chú xin mà ta. Hay là bây giờ mình qua nhà của bé An luôn. Ừ. Cô Trang, trưa nắng rảnh quá, ra coi thử cái xuồng này có chìm không ạ? Tôi đang tập bơi xuồng nghiêm túc nha. Anh á, giúp được thì giúp, không giúp được á, vui lòng im lặng nha. Thấy cô cũng cực khổ quá. Nè, năn nỉ tôi một tiếng đi, tôi chỉ cho. Anh mà bớt nhây á, thấy cũng dễ thương á. Thường ngày tôi dễ thương lắm, mà tại gặp những người chằn như cô á, cho nên tôi nhây lắm. Thôi không cần chỉ, tôi tự bơi được. Được rồi. Đây. Nè, cô bơi như vậy á, bơi tới sáng cái xuồng còn y chang ở đây á. Thôi, cảm ơn công tử. Mời công tử ở yên trên bờ. Được rồi, tùy cô nương. À, tôi quên nữa. Ở đây có một nguyên tắc á, là khi mà cô bước xuống xuồng nha, là cô phải bơi cái xuồng qua tuốt bên bển, xong rồi cô hãy bơi lại á. Nguyên tắc gì kỳ cục vậy? Đúng rồi, nếu không hả mà già dưới nước hả nhào lên lôi cô xuống sông á. Nè, chèo đi. Rồi, chỉ cho bài đặt nữa, bướng bướng. Rồi, xích đẳng coi chừng đó, thấp người xuống. Rồi. Đây. Đó. Giờ bơi xuống có cầm vậy nè, tay cầm đây, tay này cầm đây. Đó, khi bơi á, ấn cái này xuống, cái đầu này đưa lên. Trời ơi, hay quá. Đó, thấy chưa? Biết rồi kìa. Cô thấy mũi xuồng mà xéo á, bỏ qua đây, cô chỉnh lại hướng. Đó. Hay quá ha. Ê, có nghe nè, rảnh không? Chi vậy? Không may anh chèo chở tôi qua kia giùm luôn đi. Rảnh thì cũng không rảnh lắm, nhưng mà thấy cô tội nghiệp quá, tôi giúp cô. Ủa mà qua bển gì vậy? À, tôi qua kiếm học trò á, cả tuần nay nó không đi học. Thương học sinh quá ha. Rồi, người em nha. Sáng giờ con thấy Nguyên đâu không? Nguyên á, nó nói với con à, nay nó đi liên quan sinh nhật gì đó. Nó nhờ con nhắn với nội là hôm nay nó về trễ. Trời ơi, thân gái mình đi mình không biết có ổn không con? Trời ơi nội ơi, Nguyên nó lớn già đầu rồi, nó đâu phải nít nữa đâu. Nội phải cho nó đi đây đi đó, tiếp xúc nhiều người thì nó mới sớm đem cháu rể gì cho nội chứ. Ở đây nhìn quang vắng thiệt á. Tôi biết đường nè, tôi chỉ cô đi. Tự nhiên tôi thấy thương học trò tôi quá à. Bình thường á, nó nói đi học khó khăn lắm mà tôi đâu biết đâu. Không ngờ á, nhà lại ở một nơi vậy á.
Cái này chỉ là bề ngoài thôi. Một chút nữa cô sẽ thấy tận mắt cuộc sống của bé An là như thế nào. Đi. An ơi, An, con có nhà không? Cô Thảo Nguyên tới nè. Ủa, cửa khóa rồi. Lên nhà tranh thử coi. Anh báo chị Đào ơi. Ê. Hả? Anh lái gì vậy? Giờ con giỡn được nữa. Giỡn đâu, anh chỉ tên bá đạo thiệt mà. Thiệt hả? Ừ. Ủa sao không có ai nhà vậy ta? Chắc đi hết rồi quá à. Hay là mình ngồi đây chờ tí nha. Mà anh có bận gì không? Tối mới bận. Hả? Ý của tôi á là tối tôi mới đi kiếm côn trùng, hiểu không? Côn trùng có lợi á, tôi bỏ vườn rau. Côn trùng mà không có lợi nữa hả? Hả? Đợi lúc mà rau nhú lên nó cái bỏ côn trùng vô, cái nó diệt lại cho mình, khỏi sạch thuốc. Ồ, hay ha. Vậy thì anh bắt xong rồi á, rồi mình nuôi bằng cách nào? Cần gì nuôi, bỏ vô vườn rau, tự sinh tự diệt. Lúc anh đi học kỹ sư nông nghiệp á, là thầy cô dạy anh mấy nãy hả? Đâu có đâu, cái này là tôi tự nghiên cứu á. Hay vậy? Nhưng mà cái này cũng phải lựa người lắm. Ủa, lựa người là sao? Lựa người rảnh á, người nào rảnh như tôi thì mới bắt côn trùng được. Mà nè, anh làm á, cho đàng hoàng nha. Làm mà không ra gì á, ta cười cho chết. Dù gì cũng mang tiếng là kỹ sư của Dùng đó. Sợ gì, cái chuyện vườn rau vừa rồi á, người ta cười thúi mặt tôi rồi. Làm gì tự hào vậy? Anh lúc làm á thì cũng nghiêm túc á, chỉ có lúc nói chuyện á mới lộ ra mấy cái khía cạnh mà không có bình thường thôi à. Thì nhờ vậy mới trẻ lâu chứ ai như cô. Tôi sao? Cô hả? Nghiêm túc suốt ngày nè, nghiêm túc mau già lắm đó. Ê, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa. Cái gì? Đó, nghiêm túc quá, chưa gì hết nhíp nhăn không. Ê, ê, gì vậy? Làm gì có? Ông ơi, ông ơi, trời mà cái xe của ông á. Dạ. Trời ơi, nó hôi rình, toàn mùi mắm tôm không. Tôi đụng vô cái xe chở mắm tôm, nó văng đầy xe đó. Ủa, nhưng mà tôi đi rửa rồi mà. Rửa cái gì? Trời ơi, còn đầy mùi luôn. Tôi á, nãy tôi tưới cây, tôi nghe mùi mắm tôm, tôi đâu nghĩ là cái xe ông đâu. Tôi tưởng đâu là hàng xóm người ta ăn bún đậu mắm tôm. Vậy hả? Ừ. Thôi được rồi, để lát tôi ra tôi rửa lại. Thôi, giờ còn sớm nè, không ấy đem ra tiệm ta rửa cho nó sạch. Thôi được, được, nguy hiểm lắm. Có gì đâu nguy hiểm. À không, ý tôi nói là hồi trước đó tôi đụng người ta đó, bây giờ tay tôi rung, trời tối đi đúng nguy hiểm. Ờ, cũng có lý. Không, vậy là bây giờ tôi với ông đi ra xịt rửa cho sạch cái xe đi. Trời ơi, chứ để rồi mấy người ở trong cái khu phố mình á, người ta lên phường, người ta thưa là nói mình làm ô nhiễm khu phố là mệt á. Đi, để đi. Nè, đứng yên chỗ đi, đi qua đi lại chóng mặt quá. Sao họ về trễ quá vậy ta? Ê, anh có số điện thoại của họ không? Hay gọi họ thử coi sao? Có, tôi gọi rồi, cần cô nhắc hả? Họ không có xài điện thoại. Sao lâu vậy ta? Cũng tại mình thôi, qua không báo trước người ta, ta biết đâu người ta chờ mình. Chứ tôi không gặp bé An, thì báo kiểu gì? Thôi lỡ rồi, chờ thêm xíu nữa đi, hả? Ý, mà để tôi gọi cho nội đã. Chứ nội nhà không biết có nội lo chết. Ủa, hết pin rồi. Ê, gì? Cho mượn điện thoại của anh tí. Về. Yeah. Nè. Cảm ơn. Ủa, mở đâu sao tôi bấm lên?
Đây nè, khóa nguồn ở đây. Hết pin luôn rồi. Trời, vậy mà nói tôi sao ra đường không chịu sạc pin vậy? Ôi, nói hay quá, sao con không sạc đi? Thôi tôi lo quá. Cũng trễ rồi, chắc mình đi về đi. À, về. Yeah. Ủa? Chiếc xuồng đâu rồi? Anh tên đúng chỗ không vậy? Thôi đúng mà, tôi nhớ hồi nãy là tôi cặp xuồng vô ngay chỗ này nè. Vậy đâu mất tiêu rồi? Chết rồi, có khi nào nước lên rồi nó cuốn cái xuồng đi luôn không? Cái gì? Sao anh dân ở đây mà anh không biết nước sẽ lên vậy? Với lại sao anh không cột xuồng lại? Có cột, nhưng mà chắc lúc nãy tôi cột không kỹ cho nên nó xúc ra rồi nó trôi đi. Ồ vậy giờ sao vậy? Nhà An đi giờ chưa về, không chừng sáng mai mới về luôn á. Có gì đâu, bí quá thì bơi đại về. Tôi đâu biết bơi đâu. Với lại á, lỡ như dưới có cá sấu sao? Chị Hai ơi, cái sông này không có đâu nghe. Cái đó do anh nói thôi. Thôi mấy thì ở đây đợi chút xíu đi, thế nào cũng có xuồng qua lại à, rồi quá gian về nghe. Thiệt luôn á, cơm nước xong xuôi hết trơn rồi, nói đi chơi là đi giữ đàn ông vậy đó. Con gái con đứa gì đâu mà mắc nết. Trời ơi, sao nãy giờ không có chiếc xuồng nào qua hết trơn vậy? Trời mưa rồi kìa. Sao kỳ vậy ta? Thường ngày khúc sông này có nhiều xuồng ghe qua lại lắm mà. À, có ai bên đó không vậy? Giúp tôi với, tôi bị kẹt bên này rồi. Thôi, để dành hơi sức đi. Chỗ này vắng người lắm, không có ai đâu. Cũng tại anh hết á. Tôi không biết đâu, anh tính sao tính đi nha. Tôi muốn về à. Ủa, tôi cũng muốn về vậy. Mà sao trách tôi? Này nha, cũng may á, cũng may là có tôi á, chứ nếu không cô qua đây một mình còn thảm hơn nữa. Anh nói vậy mà anh nói được á hả? Tại anh chứ bộ, tại anh hết á. Anh không chịu cột chiếc xuồng lại. Với lại hả, không có anh á, sao tôi qua đây được? Cũng tại cô đòi qua đây mới đưa cô qua đây, mắc kẹt đây luôn. Anh á, anh đưa tao qua xong, giờ anh không đưa tao về được. Đúng là làm ơn mắc quán. Thôi. Tôi không biết đâu, tôi muốn về à. Được rồi, chờ tôi nghe, bơi bển kiếm xuồng cho. Ê, thôi, anh bơi bển á, tôi đây mình tôi sợ lắm. Sợ gì? Tôi sợ đủ thứ hết. Có gì đâu mà sợ, không biết nữa. Nói tóm lại là tôi không ở đây một mình đâu. Vậy chứ bây giờ làm sao? Anh cõng tôi bơi qua bển đi. Cõng bơi qua bển cho chết chùm hả? Cái sông này bự lắm, bây giờ nước lạnh nữa. Vậy chứ giờ sao? Tôi không biết đâu, tôi muốn về. Thôi, được rồi, đừng có khóc. Ráng chờ thêm chút. Nội, nấu trà vậy rồi tối ngủ được không? Uống cũng không ngủ được, mà không uống nó cũng không ngủ được. Nội đang lo không biết con Nguyên nó đi đám tiệc gì mà giờ này chưa thấy nó về. Nội lo làm gì không biết nữa à. Nguyên á, nó đi sinh nhật thì chắc giờ này đang ăn uống linh đỉnh bển á. Mà tại nội á, nội thấy lo là sao quá con. Không về được á, tôi sợ nội lo quá à. Tôi cũng vậy nè. Mà thôi, lỡ rồi, đêm nay ngủ đây đi, sáng mai tính tiếp ha. Ngủ đây hả? Ừ. Có an toàn không vậy? Có tôi mà cô sợ cái gì? Vậy tối tôi nằm đây nha, còn anh nằm bên kia nha. Tối không được qua chỗ tôi á. Yên tâm đi, tôi không qua đâu sợ.
sao giờ này không vô chỗ ngủ đi, đứng đây mình chi vậy? Ngồi lâu quá à. Nội, bây giờ con nói nội nghe này ha. Nội lớn rồi, rồi phải giữ sức khỏe. Rồi đi vô trong rồi ngủ giùm chủ đi. Rồi chủ hứa với nội là bây giờ chủ ngồi đây luôn nè. Chủ thức, chủ chờ nó. Chừng nào nó về chủ chạy ra chủ mở cửa cho nó liền. Xong chủ chạy vô chủ kêu nội ra liền tức thì cho nội khỏi lo, được chưa? Vậy ha, nhớ hả nó về á, con vô kêu nội liền nghe chưa? Dạ, chủ uy tín với nội luôn. Bây giờ nội làm ăn nội đi vô nội ngủ nghe. Ừ ha. Rồi đi nè, chủ dắt nội đi vô nè. Con cẩn thận nha. Rồi buồn ngủ cùng con ha. Dạ. Trong ngủ đi, ra đây chi vậy? Trời ơi, ngủ cái gì mà ngủ được? Làm sao tao ngủ được chứ? Nó kêu con Nguyên về á là để cho nó vui. Nhưng mà cái chính á, để dụ thằng ba nó về. Mà bây giờ thằng ba nó chưa có về. Rồi nó có chuyện gì rồi không biết nói sao đây. Thưa nội, con mới về. Làm gì mà thưa gửi nữa hả? Biết mấy giờ? Để yên đó, cho nó nghỉ một chút, để tao hỏi chuyện nó. Con, nội liên lạc con không có được, là sao? Nội, con xin lỗi nội nha, tại con lỡ đường á, mà điện thoại con hết pin nên không gọi nội được. Rồi, cô nói đơn giản quá hà. Cô có biết là hồi đêm á, nội không có ngủ được, bây giờ cô mắc nội kìa, thâm đen rồi kìa, để chờ cô về đó. Giờ nói tiếng xin lỗi dễ dàng quá vậy, mới hai mấy tuổi à. Là te đẹt đi vậy đó hả? Con có thể để cho nó nghỉ một chút đi. Rồi lát á, tao sẽ hỏi han nó chuyện gì xảy ra. Cái gì vậy à? Dạ. Con. Dạ. Nội lo lắm, cả đêm nội không ngủ được. Con cứ đi như vậy, rủi xảy ra có chuyện gì thì nội ăn nói với ba con làm sao đây? Nội, con xin lỗi nội nhiều lắm. Con không biết sao, nội đừng lo cho con nha. Em bị lỡ đường thôi à. Nhưng mà giờ em an toàn rồi, em không có bị gì á. Chị cũng đừng lo. Thôi con vô trong thay đồ nha nội. Đó, nói xong một tiếng xin lỗi xong tiếng là đi. Thì đâu có gì đâu nội. Giờ dù gì con bé Nguyên á, nó cũng về rồi. Không mấy bây giờ nội cháu mình nhắc tay vô trong buồng ngủ luôn đi. Trời đất ơi, bây giờ mày còn ngủ luôn đi nữa. Ngủ là sao, 8 giờ rồi kìa, sáng bảnh rồi kìa. Ngủ nghe gì nữa mà ngủ. Trời ơi, Nguyên ơi là Nguyên.
ngủ sao? Tự nhiên quay qua ôm người ta. Sao cô đánh tôi? Đồ dễ sợm. Sao tự nhiên anh qua chỗ tôi? Tôi đã dặn anh không được qua rồi mà. Cô nhìn kỹ lại đi. Ai qua chỗ ai? Ủa? Sao tôi lại bên đây? Ai biết được. Đánh động muốn chết luôn. Không biết ai dời ai nữa. Con về rồi hả? À, dạ. Ủa, tí tính đi đâu hả? Tí định ra Mười Gãy gặp con nè. Dạ. Hồi hôm thức nguyên đêm Mười Gãy có bắt được côn trùng nhiều không? Dạ, cũng sơ sơ rồi tí. Nghe bay thức sáng đêm rồi đó bắt côn trùng, tí sợ bay bị gắn cái chạm. Mùa này là gắn nó ra hang. Gỡ rồi gắn nó có chạm á. Thì cái thuốc gia truyền tí đi trong này nè. Con nhai, nuốt hết cái nước, cái xác đắp cái chỗ vết nó cắn á. Rồi sau đó là ra gô lại rồi chạy u về đây cho tía. Dạ, cảm ơn tía. Trời trời. Trời đất ơi. Cái kiểu gì nè, ông ơi. Vậy. Trời ơi, ra coi nè. Gì vậy? Chết rồi kìa. Ai biết? Thì chắc mấy đứa nhỏ rồi nó chơi, nó giỡn, nó phá phách. Giỡn phá phách kiểu gì mà chơi mất vệ sinh dữ vậy nè. Hốt lại cái sao cái gì cơ. Hôm qua nghe tôi nói nghe cái xe ông á, đi cái kiểu gì mà đụng xe mắm tôm hôi rình à. Rồi về tao nói xịt nước rửa hả, hàng xóm người ta phàn nàn. Tao nói nước chảy linh láng hôi sình luôn á. Trời, chỉ có chút xíu mà cái bà này mà thì nhiều chuyện ghê. Mà chuyện cái gì mới sáng sớm rồi sao mày gặp chuyện bực mình không à. À thôi, chiều nay mình đi về quê thăm bà nội đi. Sao tự nhiên đòi đi bất tử vậy trời? Mấy bữa nay chủ điện lên nói bà nội tăng huyết áp. Tôi lo quá. Giờ thôi về, chiều nay về. Ủa má bệnh hả? Trời ơi, vậy sao không đứa nào gọi điện cho tôi hết? Trời, gọi cho tôi được rộng. Rồi bây giờ nếu đi rồi công chuyện ông sao? Trời ơi, má tôi lên trên hết. Bất cứ tất cả công việc bỏ hết. Rồi tính sao? Ờ vậy đi nha. Rồi đi, tôi cũng nhớ con tôi lắm nhưng mà phải dọn cái này sạch sẽ mới đi được chứ. Cái này dọn chút cái gì bà la quá. Dọn đi nè. Trời ơi trời. Trời ơi là trời. Ủa nội, bộ ba má con sắp về hả? Ừ, đang trên đường đi đó con, sắp về rồi đó. Nguyên. Dạ. Ngồi xuống đây nội hỏi con. Dạ nội. Tại sao con đi nguyên đêm hôm qua mà không chịu về? Dạ, tại hôm qua con nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô phó hiệu trưởng. Cái có thời gian rảnh, rồi trùng hợp con thấy chiếc xuồng của chú Sinh đó nội. Con mới lấy rồi con qua nhà An luôn. Qua bển con không ngờ là cả nhà đã dọn đi đâu hết trơn rồi. Còn cái xuồng của con để á, cái bị trôi mất. Điện thoại con á thì hết pin, cho nên con không gọi cho nội được. Con phải chờ tới sáng á, mới có xuồng để con quá gian về á nội. Vậy mà con ở đó có một mình con thôi hả? Dạ, con... con ở với một người nữa nội. Một người nữa là ai? Anh Nghĩa á nội. Trời ơi, vậy không nói sớm sớm có gì đâu mà dòng gió tâm quất. Thôi, có Nghĩa là tao yên tâm rồi. Ủa? Sao con ở với anh Nghĩa nào lại yên tâm? Anh Nghĩa đó, đáng tin cậy đó con. Tốt lắm á. Trời, nội sao dễ tin người quá à. Chỉ có thằng Nghĩa là nội mới tin. Bởi vì nội biết nó là cái người đàng hoàng, tốt bụng. Biết chưa, nội mới tin. Nhưng mà dù tin tới đâu á nội, cũng có thể xảy ra chuyện chứ bộ. Ủa? Bộ xảy ra chuyện rồi hả? Dạ, đâu?
đâu có chuyện gì nội, con ví dụ vậy thôi à. Nội, nội đừng cười vậy nội. Con ngại lắm nội. Nội cũng hỏi vậy thôi. Nội muốn chọc con, trêu con chút vậy mà. Nhưng mà sao con cảm thấy mình có lỗi quá nội ơi. Ủa, lỗi gì mà lỗi với ai? Nội cũng biết á, anh Nghĩa mới từ hôn Duyên. Con sợ cái chuyện đêm hôm qua mà lọt ra ngoài, rồi người ta bàn tán dị nghị này kia tới tai Duyên á, lại tổn thương Duyên nữa. Con à, sao hay lo chuyện báo đồng đó. Cái chuyện mình đàng hoàng, không có gì phải nghi ngờ, không có gì xấu hổ hết. Nếu gặp Duyên á, con cứ nói cho nó biết rõ ràng đầu đuôi thì chắc là nó hiểu thôi con à. Dạ. Chị chủ. Chị chủ. Có đồ ăn chưa mà chị đứng đó chị chủ? Chưa. Ai vậy? Cho tám tàn chứ đi bộ kìa. Ê, chạy sát chịu chạy tôi phá chạy cho coi. Thôi kệ người ta đi ông. Thôi ghét chạy lắm. Sát vô sát vô. Bóp coi. Dịch lại. Trưa nắng là đi đâu mà lang thang là tưng tửng vậy. Nắng quá không? Lên xe vô quá vậy. Cảm ơn, không có cần. Không khí trên xe nó không có thiên nhiên. Tôi lên đó mất công về tôi hửi rồi tôi bệnh nữa, mệt lắm. À hiểu rồi. Có nghĩa rằng hửi mùi bùn, mùi đất, mùi sình, riết nó quen ở gì. Lên xe hơi hửi mùi nước qua chịu không nổi phải không? Đi bộ đi ha, tôi chịu tới tối cũng tới nhà. Đi bộ nhưng mà là không khí người ta thiên nhiên. Đi nghiêng. Bye bye. Có xe hơi thắng lại chào phe rồi ha. Cầu cho cán phân bò về gửi xăng dịch luôn. Dạ mà uống đi nội. Cảm ơn cậu. Bà ơi. Ê, ba má con về rồi kìa nội. Phải không? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Má con mới về. Dạ thưa má con mới về. Trời đất ơi, sao hôm nay đi gì mà nhanh dữ vậy? Dạ. Nhanh hơn mọi khi á nha. Dạ. Má biết không, anh cho tài xế chạy xe ào luôn vậy đó má. Trời ơi, làm con muốn đứng tim luôn. Trời ơi, chạy gì đâu mà nhanh như trốn nọ vậy đó má. Cái gì mà chống đỡ? Trời đất ơi, tôi về tao thấm má, tao tự chống đỡ thì sao trời? Tôi chỉ nói dí dòn vậy thôi. Làm gì mà ông cự dữ vậy? Nó uống đi má. Con mời ba. Rồi, cảm ơn con. Sao nãy giờ con về mà con không thấy Bình đó hết vậy má? Nó mới đi hôm qua. Nó đi với cái đoàn từ thiện con. Hồi nãy má có gọi, má nói con với ba nó về nè. Nó bảo con trên đường về. Dạ. Cái thằng là thiệt tình. Về quê chơi mà cũng dính dáng cho ba cái chuyện để làm cái gì không biết nữa. Thiệt bực này lắm đó. Dạ chú. Dạ con chào chú. Ủa con vẫn ở đâu vậy? Dạ con là người trên thành phố. Tại vì được nghỉ hè nên con về chơi với gia đình. À con dạ. Là dân trên thành mới xuống hả? Dạ. Chị ăn mặc con hơi khác chân dưới quê. Rồi đi lang thang ngoài đây rồi xe cộ đâu? Dạ con có xe ở nhà nhưng mà con không thích đi. Tại vì về dưới quê á, con thích đi bộ để chụp những cái tấm ảnh để làm lưu niệm đó chú. Biết chưa, người ta cũng dân thành phố thị ta về đó, ta cũng đi bộ đó, có sao đâu. Cha già được cái miệng bự nổ. Ủa chú, bộ chú có chuyện gì hả? Không, không có chuyện gì. Nhưng mà ý muốn khen con là dân thành về mà cũng gần gũi, cũng đi bộ rồi hít thở thiên nhiên cũng tốt. Có cha nội kia kìa. Sao chú? Chú cũng dân thành về, thấy chú đi bộ vậy đó. Dạ. Cái bấm cửa xe hơi xuống. Dạ. Cái chửi
cái thứ mà bây giờ còn đi bộ là thứ thời gì, thời nguyên thủy, chửi con luôn đó. Trời ơi, ai ăn nói với mày kỳ cục vậy? Thì bởi vậy mới nói, nhưng mà thật ra không phải nguyên thủy nguyên vọng chứ đâu. Chỉ tôi muốn biết rằng á, chiếc xe hơi này chạy ngang nè, nè để cho cái người đi bộ ông hửi khói là tôi nè, hiểu vậy đó con hiểu không? Trời ơi, có xe hơi thì xe hơi chứ, bộ có xe hơi cái muốn nói người khác sao nói hả? Ôi con ơi, cái thứ mày tiền nhiều mà văn quá ít á, nó hay vậy lắm. Có sao không ba? Á xì kiểu này là có người nhắc rồi đó. Ai nhắc thì cũng được, đừng có bác sĩ nhắc là được rồi con. Thôi đi chơi đi nè. Đi. Chú, người ta nói á, hát xì kiểu này là có người nó xấu mình á. Thôi thôi thôi, lo được cơm nước rồi cho cả nhà ăn đi. Nghe nói được, ứa kìa. Chú kỳ quá à, thì nghe chú hát xì, con lên con nhắc chú thôi, đang nấu cơm chú bộ. Á, à, mình về rồi ba. Ở nhà có xe sao không đi, rồi đi bộ vậy con? Dạ con đi gần gần trong xóm mà ba, sẵn tiện tập thể dục với lại ngắm cảnh luôn. Dạ đúng rồi ba, ở quê mình nó có nhiều cảnh đẹp lắm luôn á. Ngộ, ba sanh ra ở đây con, có việc gì đâu mà giới thiệu. Ê Bình. Dạ. Chị có mấy đứa học sinh á, có hoàn cảnh khó khăn lắm. Chị tính nhờ em á, kêu gọi người giúp đỡ cho tụi nó, có được không? Dạ được chị. Nhưng mà khi nào chị rảnh á, chị dẫn em tới nhà của tụi nó. Em phải tới rồi tìm hiểu cho kỹ, xác minh rồi mới kêu người ta giúp đỡ nó được. Trời đất ơi là trời, một đứa thôi là muốn mệt rồi, giờ tụi hai đứa hè nhau làm ba cái chuyện gì nữa. Ê, chiều chị rảnh hai đứa mình đi. Ủa? Bên về rồi hả con? Dạ, chào má. Trời ơi con kìa. Đi rửa mặt rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Dạ. Ủa mà má với ba về đây chơi rồi định khi nào lên Sài Gòn lại? Ai biết. Tùy ba con á. Ừ thì rảnh rỗi quá không làm gì thì về thăm bà nội con. Rồi cho đâu hết thích nữa thì đi lên chứ gì đâu. Đúng quá. Mà có ai ăn cơm không trời? Trời đất ơi, đó. Đi ăn cơm kìa. Cơm đi. Dạ đi cơm á. Để nó hét nhức đầu luôn đó. Đi ba. Ờ. Cô đi đâu ạ? Tôi tính nhờ em trai tôi á, dẫn nó tới nhà mấy đứa nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để nhờ nó kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ mấy đứa nhỏ. Mà nó mệt còn ngủ nên tôi đi trước rồi chụp hình cho nó coi thôi. Khâm phục cô ghê luôn á, hèn chi mấy đứa nhỏ thích cô quá trời. Ừ vậy thôi tôi đi nha. Dạ. Cô nói trước đi. Cái chuyện hôm trước á, anh đừng nói với ai nha. Cái chuyện mà cơm tôi ngủ á hả? Ê! Anh la lớn vậy hả? Lỡ như có ai nghe được á, ta đánh giá tôi sao? Cô yên tâm đi, ở đây có ai đâu. Với lại cái đó sự thật mà, mắc cỡ gì. Không có ai cũng vậy nữa. Tôi cấm anh nha, mai mốt á, không được nhắc chuyện này nữa. Sao? Nếu không hả, thì... Thì sao? Thì... Thôi được rồi, rồi. Tôi hứa. Tôi hứa là sẽ không kể cho ai cái chuyện của ông tôi ngủ. Ông này có cái điện thoại tắt nguồn chi trời? Mở lên rồi lỡ Sài Gòn có công việc gì người ta gọi rồi sao? Đầu óc riết thì không nhớ gì hết trơn trời. Điện thoại ai gọi? Trời đất ơi, sao tôi tắt nguồn rồi mà mày đi mở lên chỉ cho nó gọi vậy?
công việc ở thành phố quá chừng ông không mở rồi, ví dụ như người ta cần, người ta muốn gọi, muốn kiếm ông rồi sao người ta gọi? Không có công việc gì hết á, rồi tôi về đây nó thư giãn, rồi không có chuyện gì, muốn gì về thành phố giải quyết. Mở, đi đâu á? Tắt rồi đó nha, không có mở ra nữa. Tôi đi dạo. Tôi đi dạo sao không mang điện thoại theo? Mang chi? Mấy kỳ đi đâu là ôm theo cái điện thoại khư khư đang coi tiền ảo. Mà sao giờ tự nhiên bỏ điện thoại ở nhà trời? Quên, đem thiệt cho nó chắc. Ủa tắt nguồn ông không muốn nghe mang theo làm chi? Rồi đó, tôi mang theo rồi. Lúc là hứng, tôi nghe, tôi gọi. Không được ha. Thôi tôi đi dạo đây. Ngủ nè, nè nè. Gì? Nhớ về đúng giờ ăn cơm, đằng má còn uống thuốc đó nghe. Ừ. Chà. Ồ. Người thành thị hôm nay cũng biết cuốc bộ nữa ha. Cũng biết hưởng không khí thiên nhiên rồi ha. Cái đi bộ tôi nó khác với cái đi bộ của ông. Đi bộ tôi là thói quen tao nhã của người thành thị mới có. Còn ông là đi bụi rậm rồi hái cái này hái cái kia là khác xa lắm. Thời buổi này là thời buổi nào mà còn chân lắm tay bụng loay quay với mấy bụi rậm lá này lá kia lá thuốc kia. Ngộ. Chân lắm tay bụng gì? Cái đây đi trên đường gặp cái cây thuốc nam có hiệu ích cho sức khỏe con người, người ta hái về ta bào chế để làm thuốc nam. Ơ mà thôi đi, mấy cái người mà có tiền á mà không có hiểu cái cuộc sống thiên nhiên á thì hay nói vậy lắm, không có trách, tôi không có trách. Ta xài là ống kim tiêm nè, truyền nước rồi siêu âm, ai mà đi dùng mấy cái lá thuốc để chữa bệnh là chữa sao? Rồi á có lừ khư những cái người á mà miễn nhiễm với thuốc tây á, người thập tử nhất sinh về uống thuốc nam mà hết bệnh á, người trả lời sao? Ồ, cái vụ đó có à, tôi không biết à. Phải rồi. À, giọng thành xích ngoại à, lo chữa mấy thuốc giật không là sao biết cái chuyện này? À thôi, cứ lại quay với ba cái bụi rậm lá thuốc rồi chân lắm tay bùn đi. Tôi đi dạo nghe. Mà tôi nhắc nhở á, đi kiểu này coi chừng đạp mìn thôi thì khổ à. Làm gì đi có mìn? À mìn ở đây không phải là mìn hay lựu đạn, nó không có ngồi nổ. Tuy nhiên á, sức công phá của nó ảnh hưởng lắm mà. Một lát đạp đây là hiểu ha. À tôi hiểu rồi. Dạ, à, dạo đi. Đạp cái mìn cái dễ thương à. Ủa má, bộ má có chuyện gì hay sao vẻ mặt má lo lắng vậy má? Dạo gần đây á, cái thái độ của ba con kỳ cục lắm. Con nghĩ coi nghe, ví dụ như đang trước mặt má vậy nè, cái ai mà gọi điện thoại tới cho ổng á, ổng không nghe máy, ổng tắt máy luôn. Đó, con thấy vậy mà không nghi ngờ sao được. Ngoài những cái điều nãy giờ má nói á, thì ba có những cái biểu hiện gì lạ nữa không má? Có. Ví dụ như lần này nè, đi về thăm nội ngay giữa tuần luôn. Dạ. Thường thường là cuối tuần mới về đúng không con? Đó, mà lần này về giữa tuần, rồi ở chơi lâu như vậy đó, biểu về Sài Gòn không về. Dạ, con cũng thấy là lạ. Mà nó cũng là một điều đáng để lưu ý đó má. Ừ. À, hôm bữa con biết không, mới đây nè, ba con đi làm về, tao nói mặt mày tay chân ổng hai bồng tím luôn á. Đó, còn chưa hết nghe, cái xe của ổng đầy mùi mắm tôm luôn đó con. Nghe má nói con cũng nghi nghi rồi nha. Ồ, nó lạ lắm luôn á. Mà nè, nhà mình cũng bị khủng bố nữa đó. Trời, khủng bố? Khủng bố sao vậy má? Trời ơi, sáng má ra quét sân ha, tao nói thấy một sân đầy rác luôn. Đó, người ta quăng vô nhà mình á. Vậy là có khả năng. Con cũng nghĩ giống má đúng không? Dạ. Má. Nội. À, ngồi đi má. Nội ngồi đi nội. Thì để đây nội ta. Sao má con mày có chuyện gì vậy? À, dạ đâu có chuyện gì đâu má. Không có gì. Dạ. Dạ không có gì đâu nội. Nội đừng bận tâm nha nội. Chứ không phải chuyện của nhỏ đó hả? Nhỏ nào má? Chuyện người yêu nó. Dạ thôi nội ơi, thời điểm bây giờ á, con chưa nghĩ tới chuyện mà người yêu gì hết á, cũng chưa muốn có vợ con gì hết đó nội.
con chỉ muốn một mình như vậy đi chơi cho nó đã, với lại cho con gái nó thèm chơi hả nội. Trời đất ơi, nè nè, nhớ câu này nha, nữa mà ế đừng có la làng nha, đừng nói với nội nha. Trời ơi má, hả, cháu trai vàng của má đẹp trai như vậy sao mà ế được. Bây nữa bình còn không tháng gì mà sao nó ế dữ vậy trời. Ui, cái gì vậy? Không, chị yên tâm đi ha, em là sắp đám cưới rồi, em mà cưới một phát á là em bao xô chị trọn gói luôn. Trời, em đám cưới thì có một xô à, còn chị á là chị muốn á là phải rần rần, phải mười mấy hai chục xô vậy mới đủ xã hội của chị. Ủa, ủa em học cái nghề này là để em có việc làm mà ế vậy có nghĩa là mai mốt là em phải chia khách với chị hả? Thôi lo mà học đi, không có dễ ăn đâu mà đừng có ham. Thôi chị nói sao chứ, mới ngày hôm qua nè, nhỏ bạn em á, nó qua nó nhờ em đánh cái mặt cho nó đi đám cưới. Trời ơi, em đánh xong nó đi đám cưới hả, người ta khen nó quá trời quá đất luôn kìa. Trời ơi, thì đúng rồi, em làm giùm nó thì nó phải khen thôi. Không có phải, con bạn em là nó thiệt tình lắm, nó khen là nó khen thiệt chứ không phải giả bộ đâu. Ủa mà sao không kêu nó qua đây để chị làm cho, để chị có ít tiền. Thôi, bạn thân của em, em quẹt quẹt cái là nó đẹp rồi, qua đây tốn tiền tội nghiệp. Đi uống nước phát nha, em nước quá. Chị nghe giùm em đi. Ờ, alo, chị Duyên hả? Em Út Tịnh nè, đang đâu vậy? Anh gọi em ra đây có chuyện gì không? Anh không ngờ về đây đi làm anh lại gặp được em. Vậy mà em cứ tưởng là anh cố ý tìm về đây không đó. Vậy là anh không qua mắt được em rồi. À, sẵn gặp ở đây rồi, hay là em có thể dẫn anh đi vòng vòng để giới thiệu cho anh biết về miền quê ở đây được không? Để khi nào rảnh á, em sẽ dẫn anh đi. Nếu như anh thật sự tìm về đây để được gặp em thì em có cảm động không? Chuyện cũ qua rồi, anh cứ để cho nó trôi qua luôn đi. Ngày xưa khi có em, anh không biết trân trọng, anh vô tâm, không chăm sóc em. Thật sự đến khi chia tay anh mới nhận ra điều này. Em cho anh cơ hội làm lại từ đầu nha. Em có nắm giữ cơ hội của anh bao giờ đâu. Không lẽ vì chuyện của anh mà em giận anh đến giờ này sao? Em không còn chút tình cảm nào với anh sao? Chị
Em không còn luyến tiếc gì chuyện cũ hết. Em mau quên lắm. Anh lại thấy đó là điều tích cực. Vì như vậy chúng ta có thể bắt đầu lại rồi. Ôi chị Duyên, chị làm gì mà hôm qua vậy em điện chị không được vậy? Mà điện thoại chị có chuyện gì không? Có chuyện này hấp dẫn lắm, để kể cho nghe. Ôi chuyện gì vậy? Kể nghe coi. Biết hôm qua anh Nghĩa đi đâu không? Đi đâu? Đi lạc. Đi lạc? Ừ. Ủa, lạc đâu? Ổng đi qua nhà học trò vậy á, xong mà ổng lạc trên cồn cả đêm luôn. Trời đất ơi, ủa học trò nào ta? Nào giờ anh có học trò gì đâu. Ủa thì ai biết đâu, thì nghe lóng thoáng là gì đó. Trò nào ta? Gì? Tiền. Tiền gì? Ủa thì tiền em nãy giờ em ngồi em kể chuyện cho chị nghe đó. Thôi khỏi luôn đi. Trời, kể câu chuyện gì mà không có đầu có đuôi hết. Cái gì mà lăng thang có hiểu gì đâu, có biết gì đâu. Ủa trời đất ơi, người ta đã cất công, người ta nghịch mọ người ta mới nghe được. Còn muốn biết về câu chuyện sao thì đi hỏi anh Nghĩa đi. Mai đi, mai qua nhà chị, chị trang điểm miễn phí cho. Thôi, chị trang điểm thấy ghê. Ai đâu là em. Em trang điểm đẹp hơn vậy nữa. Vậy thôi, khỏi luôn. Thôi, chơi vậy ai chơi. Ở bên anh sống sao rồi? Sao lại về Việt Nam? Lúc qua Việt Nam á, Thành muốn bằng được phải đi qua bển. Nhưng khi đi qua bển rồi á, ở bển không có bạn bè, lại không có người yêu nữa, cho nên anh cảm thấy buồn. Rồi về Việt Nam, vậy thôi. Bao nhiêu người muốn đi không được, anh đi được á, lại quay về. Cũng có nhiều người nghĩ như em, họ nói anh là bốc đồng. Nhưng anh đi đi về về được. Ở Việt Nam xong rồi đi qua bển, đi du lịch hay là đi học gì đó, rồi lại về sống ở Việt Nam. Đó không là ý của anh. Em thấy anh bây giờ chững chạc hơn hồi đó nhiều á. Thiệt hả? Ừ. Đâu coi, đẹp trai nữa. Nhìn rất đáng tin, không có lóc chóc như ngày xưa. Mới có 2 năm mà anh cũng khác quá ha. Chưa bao giờ mà được nghe em khen mà anh sướng rơn người như vậy. Phải chi lúc mình yêu nhau anh như vậy thì mình không phải chia tay. Em chỉ nhận xét khách quan vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Anh đừng hiểu lầm nha. Có câu đúng người nhưng sai thời điểm. Nhưng mà lần này á, em đã có ấn tượng tốt với anh. Vậy là anh cũng có lợi thế rồi. Bây giờ đúng người, đúng thời điểm. Anh hiểu em mà đúng không? Quan điểm của em là không đi lại con đường cũ, không nhai lại những kỷ niệm cũ, và cũng sẽ không nghiền ngẫm lại những sai lầm của quá khứ. Nếu bây giờ mà yêu anh á, thì có nghĩa là em đã vi phạm những nguyên tắc của mình rồi. Anh hiểu chứ? Đi nè. Đi nè nha, tao có củ ghiền nha, tao có củ ghiền nghe. Nói tiếng phải biết sợ nghe. Rồi đi đi. Biết trả lời tôi không trời? Dở cái tai ra. Trời đất ơi, là trời kêu dở cái tai ra cũng không nghe nữa trời. Gì vậy chủ? Trời ơi, cô không thấy hả cô? Con đang thay đồ cho con Tina mệt chết đây nè. Có thay đồ cho con Tina không à? Mà la tao nói tuốt ở trong kia cũng nghe nữa đó. Tại con nói một tiếng nó không biết nghe, con mới phải la. Mà cô coi đó, con đang năn đi đây con chuyện vậy đó. Mà chú có 1-2 kêu con thay đồ cho nó, thì con mới dí nó con chạy thay cho nó thôi. Đỉnh rồi. Thì chú biểu làm sao thì làm y chang vậy đi, cãi làm gì. Mà Tina đó nghe, không thay đồ cho nó là nó giận đó. Giận? Sủa không? Sủa không? Tôi sủa lại nè. Trời
Trời đất ơi, hết chuyện gây lộn với con chó luôn kìa trời. Nói cho tía biết tác dụng của sao và tẩm. Dạ, sao vàng hạ thổ để kiện tỳ. Dạ, sao đen để cầm máu. Dạ, tẩm rượu để dẫn thuốc vào bao tử. Dạ, vào bao tử. Bao tử là tía mày. Đó là uống rượu, dẫn thuốc vào gan. Dạ, tẩm rượu để dẫn thuốc vào gan, tẩm muối để dẫn thuốc vào thận. Giỏi quá. Bây giờ ra ngoài lựa cho tía 4 loại thuốc đó, làm y như vậy. Tía cho 10 điểm giỏi. Bữa nay hai tía con nói chuyện vui vẻ và thân, có lạ không? Con thấy là lạ lắm 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 luôn. Mẹ! Bộ, anh Nghĩa bị la nữa hả bác? Tìm hiểu được thông tin gì thêm vụ anh Nghĩa đi lạc không? Chú nghe vậy chú. Ở đây mấy chục năm mà đi lạc kỳ. Dạ, ba mẹ con có gửi về chai rượu để tặng cô chú ạ. Trời đất ơi, qua chơi được rồi con, quà cáp chi. Thôi cho chú gửi lời thăm và cảm ơn ba má con nghe. À, uống nước đi con. Dạ dạ, con xin. Này là ai mà thấy hơi quen quen? Chào con, chào bà. À, đây là bạn của Nguyên. Nó trên Sài Gòn á má. Bạn của Nguyên, con tên là gì? Dạ, con tên Nam. Đây, đặc sản quê hương này con. Rồi, dạ. Chào, cảm ơn cô. Còn Nguyên đâu, không thấy vậy bà? Nó đang thay đồ. Trời đất, coi khách sáo quá trời quá đất, gì đâu mà thay đồ. Nam đây chứ ai lạ lắm gì. Dạ, tại con có nhờ Nguyên dẫn con đi lòng vòng ở đây á cô chú. Ủa vậy hả? À đúng rồi. Nguyên á, nó rành cái ấp này lắm. Con cứ đi dạo rồi có gì không biết hỏi nó, hen. Dạ. À, nội nhớ rồi. Có phải con là người yêu cũ của Nguyên không? Chính xác, má nhớ đúng rồi đó. Đi làm ăn ở nước ngoài, nhưng bây giờ về đây đi, dễ dàng tiếp cận Nguyên hơn. Dạ, tại thời gian trước con xa Nguyên lâu quá. Cho nên bây giờ con phải về đây chinh phục Nguyên lại từ đầu. Nè, con tấn công mạnh nghe không? Cô chú ủng hộ con đó. Còn Nguyên nó đang ở dưới quê nè, cô chú sợ nó ế đó. Chị rỉnh gì vậy? Cái người ở ngoài á là bồ của em Phong. Chị đừng có bếp xếp nha. Em không có thích nhắc lại chuyện cũ đâu đó. Em nói vậy là đúng thiệt rồi phải không? Trời ơi, đẹp trai dữ lắm luôn á. À, tăng đô lên mới được à. Con ra trễ một chút, không biết có bỏ lỡ gì không ta. Tao không có mét ba má bay bán đứng bay đâu. Bà nội vui tính quá. Nội già rồi chứ tài nội thính lắm á nghe. À, chú nói này nha, cái gì mà con không rành con không biết cứ hỏi. Thảo Nguyên rành lắm hả con? Dạ con cảm ơn chú với cô đã bật đèn xanh cho con. Ồ ba. Cái này á, ba em bật đèn xanh thì tự ba chạy, chứ em không có biết gì đâu á. Còn con nít đâu vậy trời? Nhà bà nội mà, con nít ở đâu? Nó có con rồi bà ngoại con đẻ con so hả trời.
không thích nhục. Từ nay không được tra hỏi chuyện cá nhân của anh nữa, nghe chưa? Em đi tìm hiểu người khác đi, anh không hợp với em đâu. Nhưng mà cái chuyện đám cưới này là do tía má sắp đặt chứ bộ. Nghe là anh nói đi, em mà cứ về hoài em sẽ bị tổn thương đó. Tính anh nói một là một, hai là hai. 18 năm rồi em theo đuổi một chuyện không ra gì. Nhà có ai mới sanh em bé hả? Ủa trời đất ơi, hai thím. Chuyện nhà người ta hai thím hỏi làm chi vậy? Tại thấy đồ nít. Dạ kính thưa hai thím, đồ này là đồ của ông Tina, được chưa? Chính xác hay chưa tôi nói bà mà. Đúng 100% luôn. Hồi này mốt thành phố lấy tên người nước ngoài đặt cho con luôn đó bà. Bởi vậy thôi mình đi đi. Ta nói bà sợ á, bốn mấy năm mươi rồi chửi với đẻ. Bởi ở thành phố trốn về đây đẻ hay sao á, tuổi già vậy mà còn đẻ chọi không biết ngượng sao trời. Hèn chi cả nhà bà kéo về quê hết trơn à. Đúng rồi, ở thành phố sướng chứ về đây làm gì. Bà hay thiệt nha bà. Bà mới sanh nè mà cái phọt bà ngon lành ghê luôn á. Ôi này, tới đây bà đặt khúc gió mà đồ nữa quỷ. Dạ có Thảo Nguyên nhà không chị? Nguyên hả? Nó kiếm tôi có làm chi không? Thì đem cá qua cho nội với cô ăn nè. Cá tươi lắm á nghe, ngọt lắm á. Trời, hôm nay lạ à nghe. Anh mà cũng biết nói ngọt nữa hả? Nghĩa. Dạ. Hôm nay á, Cường thấy Nay Nguyên nhà chị mướt không? Dạ tươi. Tươi như mới tưới vậy á, chứ không có lạnh tanh giống như là thường ngày. Đúng rồi, vì gì người ta mới gặp bồ cũ gì mà sống mướt được. Chị, ai ngủ chị nói vậy? Bữa nay vui rồi, có bồ cũ về thăm luôn. Anh đừng nghe chị chủ nói bậy, tụi tôi giờ chỉ là bạn thôi à. Có thiệt không á? Chứ tôi gạt anh làm cái gì? Ủa mà sao trước giờ không nghe kể vậy? Tự nhiên cái bữa nay xuất hiện đúng lúc luôn á. Ủa thì lúc nào là lúc nào, vì ai biết lúc nào là đúng lúc. Bà sợ đâu? Ông ra đây. Rồi đây, cái gì vậy? Ông định ông trốn Sài Gòn về đây là tụi tôi không kiếm được ông à? Định xù dễ vậy đã. Tôi nói cho mấy người biết, ổng thiếu nợ công ty tôi mấy tỷ. Tính xù dễ gì? Tôi cho mấy người một tháng nữa, nếu mà không trả thì đừng có trách.
Sao toàn là đồ con nít không vậy ta? Ôi ôi, không lẽ chị Thảo Nguyên sắp có em bé? Với ba có chuyện gì hả? Mình, nhà mình. Nguyên à, Nguyên. Đây này. Cô có sao không? Bình tĩnh lại rồi cả nhà mình cùng tính nha. Ông trời đất, cái gì? Chuyện của ông á, mọi người đang muốn giải quyết, chưa nói gì tới ông mà ông la cái gì nữa? Từ nước này tôi không còn mặt mũi được nhìn ai nữa. Thôi chỉ tôi làm tôi chịu, bây giờ chỉ có chết gì mới xong thôi. Cái chuyện chưa có xong, chết thì xong được hả con? Cái người muốn chết liền bây giờ là má đây nè. Nó muốn chết liền ngay bây giờ. Ông hay lắm. Ông hù ai? Khi mà chưa xảy ra chuyện á thì ông nói hay nói giỏi lắm, mọi chuyện ông lo được hết. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, ông muốn chết hay chết làm sao? Ông giỏi thì ông chết đi. Ông chết đi. Ba, chuyện làm ăn của ba làm sao á, ba kể rõ ràng lại cho cả nhà cùng biết nha ba. Hay là con cùng với ba đi qua đó nói chuyện rõ ràng với người ta nha ba. Không, không được. Mà dặn nè, không được để lộ danh tính, học ở đâu, ở trường nào, làm cái gì cho người ta biết nghe chưa? Ba con nói đúng rồi đó, chuyện ông làm để ông chịu. Rồi bây giờ chính xác là ông nợ người ta bao nhiêu? Trời, cái thị trường chứng khoán nó tuột dốc, ai cũng bị chứ không phải là một mình tôi đâu. Mượn trong có 2 tỷ từ gốc tôi, bây giờ lại với gốc lên tới 3 tỷ rưỡi là sao trời? Trời ơi trời, 3 tỷ rưỡi. Trời ơi, vậy làm sao mà gỡ được nữa nè trời. Con nghe lời má bình tĩnh đi. Mình họp gia đình rồi mình bàn cách, mình gỡ rối cho nó. Dạ, đúng rồi hả nội? Chứ không có biết con có tụi giang hồ bây giờ nghe. Nó dữ dằn mà nó ác dữ lắm mấy con. Thảo ơi, cái gì nữa vậy con? Cái gì từ từ nói, làm gì khóc lóc? Anh Nghĩa. Nghĩa sao, anh hiếp con nữa phải không? Sao anh Nghĩa, anh có con với người khác rồi. Tại sao thầy hả chứ nghe? Con là gia đình gia giáo mà, cho học hành đàng hoàng tử tế.
Mà có đi làm cái chuyện đôi vãi vậy hả Nghĩa? Tía ơi, tía đừng có dẹp nha tía. Mày còn nói nữa hả? Cái nghiệp này không có tính, không có được la. Đánh là phải đau, nhưng đau không được la. Không có được la vậy. Ai ơi, cái lực gì kỳ vậy tía? Lực hả? Lực hả? Lực hả? Ông Tình ơi, cứu anh ông Tình ơi. Tình ơi, cứu anh Tình ơi, Tình ơi. Ai à, ui à, ui à, ai à, đi ơi, ui à, ai à, ai à, chào con thế, ai à, má ơi, má đâu, má, trời ơi, đang nhậu sôi lửa bỏng mà tự nhiên nó đi đâu mất tiêu rồi. Chị thấy má em ở đâu không? Ủa má Cưng sao Cưng hỏi chị? Rồi sao chị biết? Bộ có vụ gì hả? Trời đất ơi, em còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nè. Trời ơi má ơi, má đâu rồi má? Ủa vậy mình trả lời nó làm chi chờ? Con biết cái gì mà con nói tía? Bây giờ tía hỏi lần cuối, mày có chịu nhận hay không? Tía hỏi tắt ngang vậy sao con trả lời được? Trời ơi, cái gì? Cái gì mà đến nỗi mà mày bị đòn vậy nè? Ê, ông ơi, trời cái gì vậy? Cái gì mà ông quýnh là Nghĩa dữ vậy? Hả, chuyện gì vậy? Tía ơi, tía đừng quýnh thế này nữa mà tía. Quýnh cho nó chờ. Có gan làm mà không có gan chịu. Có gan làm mà không chịu. Ôi da, nhưng mà tía, tía phải nói cho con biết chuyện gì để con chừa chứ. Mày cũng dám đâu coi. Trời ơi, mà tía nói chùa mà tía ơi. Nó đó. Bác Dân ơi, cứu con bác Dân ơi. Đánh cho nhiều vô. Đánh xong rồi dạy cho nó biết điều hay lẽ phải. Anh để tôi. Trời ơi. Cái gì mà anh Nhân nói, cái gì mà ông quýnh nhỏ gần chết vậy hả? Nè, tôi sợ anh đánh một hồi á, nó không chết. Sợ anh tức, anh lên máu, anh đứt gần máu, anh chết. Anh trù tôi hả xôi? Được rồi, để tôi dạy nó cho anh sáng mắt à. Thôi mà, chuyện nè, gì vậy? Anh không dễ chết như vậy đâu. Anh phải sống. Anh sống để giải quyết cái chuyện thằng Nghĩa và anh á. Nó ăn ở với cô giáo Thảo Nguyên có bầu rồi. Anh là cha, là trụ cột của cái nhà này. Anh giải quyết cho tôi đi. Hứa hôn cưới con gái tôi mà bây giờ dám ăn ở với một người khác để có bầu. Tôi trọng chữ tín. Anh giải quyết cho ra lẽ. Anh giải quyết không ra lẽ đó, tôi giải quyết anh á. Mày nghe chưa thằng nghịch tử? Mày nghe chưa? Con sợ chuyện nợ nần vậy giờ tính sao giờ con? Con có hết biết cách tính rồi má. Phải chi ngay từ lúc đầu ông nói cho mọi người trong nhà biết cùng nhau mà tính, để bây giờ nó rối beng tùm lum như vậy rồi biết đường nào mà gỡ. Bất Thình Lình, biết đào đâu ra bây giờ? Còn mọi người đừng có lo thôi mà, tự con gây ra rồi con phải chịu thôi. Tự chịu? Ông chịu bằng cách nào? Ông nghĩ chắc tụi nó để yên cho ông chắc, tụi nó để yên cho gia đình này chắc à? Thôi tôi đi, cùng lắm tôi bán nhà tôi trả nợ thôi. Yeah.
ra rác. Thì nó bị vết thương thì nó phải rác. Anh nói cũng giống như người ta nói thuốc đắng giả tật vậy đó. Thì phải chịu rác chút xíu dạ, đi. Má, dạ nhưng mà má sức nhẹ nhẹ thôi. Đàn ông đàn ai gì mà chút xíu mà la làng la xóm mà. Được rồi, sức thuốc ha, cho nó lành vết thương ha. Rồi mai tía mày đánh tiếp ha. Má, con đã nói là không có mà. Sao không ai tin con hết vậy? Hai má con mình xong chưa? Vô hộp nội bộ chút xíu. Ông à, bộ ông có cách giải quyết rồi đó hả? Má, con nói là không có rồi mà giải quyết cái gì? Mày im gu cho tía. Tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Việc nó đã gây ra thì hãy để cho nó tự giải quyết. Cái gì? Dạ, con sẽ tìm ra người bịa đặt cái chuyện này. Nội ơi, Nguyên ơi, cái nhà ơi. Chết rồi. Kỳ này chết rồi, chết rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cả nhà ngồi đi hết trơn hết trọi mà la hét gì? Cái gì? Chuyện gì? Mấy bà Tám ở trong chợ á. Bà Tám nào? Xóm này chỉ có một bà tên Tám thôi hả? Trời ơi, mấy cái bà nhiều chuyện ở trong chợ. Được vậy ta? Cái này là cố tình chơi mình. Đâu, chị bình tĩnh nói cho mọi người nghe. Bà nói em có vợ. Chị nói gì em không nghe. Bà nói em có chửa. Chị nói nhột quá à, em không nghe gì hết trơn á. Tao mệt quá đi. Chị cứ nói lớn lên đi. Người ta đang mệt đừng chết. Bắt nó lại hoài à. Nói chung á, mấy bà nói em có chữ quan được chưa? Chị nói gì vậy? Chị nói gì vậy? Chủ yên đi chủ, yên. Nguyên, vậy là sao con? Con không biết nữa. Con không hiểu sao tự nhiên ta nói con vậy nữa. Trời đất ơi, đâu mà tự nhiên đâu ai ác mồm ác miệng dữ vậy? Ai đâu? Ở đâu đâu? Nguyên cái chợ luôn. Duyên ơi! Duyên! Có nhà không Duyên ơi? Dạ bác. Kiếm con Duyên chi? Con muốn gặp Duyên để hỏi ra lẽ mọi chuyện. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ cái gì nữa? Nhưng mà bác cứ cho con vô gặp Duyên đi. Chừng nào anh chị Tám qua đây nói chuyện cho rõ ràng thì cậu muốn nói gì thì nói. Nhưng mà chuyện đó không phải là thật, làm sao giải quyết được bác? Thật hay giả là do cậu biết. Dạ vậy thôi, bác kêu Duyên ra đây giùm con cũng được. Tôi kêu chó cắn cậu bây giờ nè, đi về. Bây giờ nội tính về. Con Nguyên á, nó lỡ có bầu rồi. Nếu mà mai kia mốt nọ cha đứa bé nó không nhận thì nội hứa là nội chứa nó luôn. Kìa nội, nhưng mà không có nhưng gì hết, con cứ ở đây với nội. Nội sẽ nuôi con của con. Trời ơi. Không được đâu má ơi. Con của con, để nó nghe theo kế hoạch của con. Mặc dù bây giờ đã gia đình đã khó khăn, nhưng mà con sẽ tìm cách đưa nó ra nước ngoài đó. Như vậy nó mới không bị mang tiếng. Ba, con thấy á, là chị hai không cần phải đi đâu hết, cứ ở đây đi. Sanh con đẻ cái bình thường. Thời buổi bây giờ
xin gồm ôm thiếu gì, không có chồng mà có con là chuyện nhỏ. Trời, sao mà tin con hết vậy? Con thì không có bầu mà. Thôi, thương nè. Chị, đừng có lo. Chị tin em đúng không? Ừ. Chị hứa với em, lúc em sinh nở, chị sẽ lo em bé cho em. À, cái gì vậy chị? Bây giờ mà về thay trắng là xác định bị thí cho ăn đòn luôn. Cô nhìn kỹ lại đi, ai qua chỗ ai? Ủa, sao tôi lại bên đây? Ai biết được. Hay là tối anh thấy tôi ngủ sai rồi anh kéo tôi qua bên anh đúng không? Nè, tôi không có rảnh đâu nghe. Đánh động muốn chết luôn, không biết ai dơi ai nữa. Ôm ngủ với nắm tay không mà cũng có bầu nữa hả? Điên thiệt chứ. Rối não quá. Cái chuyện Nghĩa giờ tính sao mình? Ủa vậy sao ông nói là ông để cho Nghĩa nó tính? Thì lúc giận nói vậy thôi, chứ mình nằm hàng trận cha mẹ sao để con nó tính được. Không nhớ câu là con dạy cái mang hay sao? Bây giờ cưới công viên thì cũng không được, mà qua bển từ hôn thì cũng không xong. Thì bây giờ chỉ có cách là hỏi thằng Nghĩa thôi. Đó, thấy chưa? Bên cũ tái bán rồi, thấy chưa? Chiêu chuộng con nó lượn phẹt nó hư đến mức độ này mà cũng không rút kinh nghiệm nữa. Ông mới ngộ mà nghe. Ông, tôi thấy ông lợt còn hơi bánh tráng nữa đó. Ông nói cái chuyện này là hỏi Nghĩa. Bây giờ tôi hỏi Nghĩa thì ông nói ông giờ ông la tôi là la cái gì? Bánh phòng bánh tráng gì? Chuẩn bị một mâm bánh đi kìa. Bánh gì? Bánh lễ và bánh lại anh Nhân các bạn á. Tía này, tự nhiên Nghĩa qua kiếm con sao không cho gặp con? Vậy sao đó lúc nó gọi điện thoại là con không bắt máy? Không thích. Cái sở thích con lạ thiệt ha. Người ta tới người ta tìm thì trốn không dám ra mặt. Rồi bây giờ trách tía. Ôi trời, thương tiếc gì cái thứ đó. Cái thứ làm cho con gái người ta có bầu. Này, chuyện chưa xác định đâu vô đâu tự nhiên tía nói vậy. Mà cho dù ảnh có làm cho người ta có bầu hả, con nuôi con của ảnh luôn. Trời ơi, tôi không ngờ là tôi có đứa con gái rộng lượng dữ vậy trời. Nè, thấy chưa? Vụ gì vậy? Cái gì mà la ó không sợ? Nè, má coi đi. Con nói rồi mà. Má tình con gái má mà. Má coi nè má. Que thử thai. Trời đất ơi, cái gì đâu mà là má với mọi người sao ở nhà trên không ở mà chạy xuống đây hết trơn hết trọi vậy? Ờ. Đang hứa tài. Ê, ông làm gì vậy? Ngủ thôi. Trời ơi, que thử thai đó. Trời ơi, tưởng tâm bông. Là sao? Trời ơi, nè có một gạch à. Hả?
là có thai. Có nghĩa là nó không có thai. Ông mới tin con mình chứ. Ôi trời ơi. Ai nói á là nuôi con của con ta. Đồ con trai hay con gái ta? Màu xanh này là của con trai nè. Mấy cái cỏ cánh sen này là của con gái nha. Không lẽ lưỡng tính chứ? Đồ gì? Ủa? Nâu rồi? Nâu rồi kìa. Ủa? Chỗ Duyên. Ủa sao qua chơi không như nhà đứng đây chi ạ? À, vì em qua chơi thấy mít nhiều quá, thử coi nó có chín không, nó chưa chín. Ủa rồi đứng đây nãy giờ có thấy cái áo đồ gớp không ha? Áo gì? Không không. Áo chị phơi cho sờ đồ nè. Áo nít hả? Ừ. Không. Kỹ ta. Trời ngốt quá luôn. Này ai kêu nha đâu? Ủa này nè, ngáo sao đồ chị vơ nè. Sao rồi gớt ra trong bụng không gớt ra? Đừng có nói với tôi là thấy dễ thương mới ngồi chôm về cho con gái mặt nghe. Em chưa có chồng làm gì con gái đâu vẫn. Tự nhiên em nhét vô nhỏ kỳ quá nha. Thôi đi vô đi, chị lấy chè cho ăn nè. Đến đây chị vô. Ê chị mỏi cái. Ủa chị nói đồ gái gì bển gái gì là sao? Trời chị nói giỡn. Chị nói giỡn ơi. Chị nói em thấy đồ của con chó Tina dễ thương quá, em tính đem về cho con chó mặt xệ nhà mặt. Giỡn thôi, có gì. Ủa, đâu vậy? Cái này là đồ của con chó hả? Ừ. Ủa? Thì chú bà đó, chú bà thương chó Tina nhà chị lắm. Thấy nó lăn lộn với đất với cát vậy nè, ông sợ kiến cắn nó, mũi chích nó, ông mua đồ cho nó mặc đó. Trời ơi thiệt luôn á, từ xưa giờ ở dưới quê mình nuôi chó là cho nó ở trần ở chuồng không à, có bao giờ cho nó mặc đồ đâu. Tự nhiên nay cho mặc đồ chi rồi em hiểu lầm. Làm cái gì? Tưởng đồ em bé không à. Ủa ý nói vậy là sao? Ý em nói là em tưởng đâu chị Thảo Nguyên có bầu chứ sao. Con này mày điên ha? Hiểu lầm mà. Dạ bác tắm cho con thành thật xin lỗi bác Tám. Con thôi được rồi, bác không có trách gì con hết á. Dạ con cảm ơn bác Tám. Với lại bác Tám ơi, con nhờ bác Tám nói với anh Nghĩa giùm con là con xin lỗi ảnh phải không? Dạ đúng rồi. Ờ được rồi, để bác nói với nó cho. Bây giờ cái mặt con á trở lại bình thường như mọi ngày dễ coi hơn á. Dạ. Con ái nái tỏ ra xin lỗi phải không? Nó ra ái nái mà nó ra kỳ lắm. Dạ chị, dạ con về nha bác Tám. Đó có y chang bình thường đó. Nó mang mang vậy mà dễ thương. Dạ. Alo Nghĩa hả? Dạ vậy hả má? Dạ vô duyên siêu đón mà ra hả má? Dạ dạ
Dạ vậy thôi. Dạ con về rồi nói tiếp. Dạ. Vậy hả chị chủ? Vậy là tại mấy bà Tám đó nhiều chuyện đùm đùm beng lên đó hả? Dạ dạ được rồi, để về nói tiếp nha. Mà làm em tìm anh Nghĩa muốn chết luôn hà. Em nói chuyện bình thường có được không? Tại em muốn tạo cái nét dễ thương. Em có thấy dễ thương không? Không. Kiếm anh chi? Em tới đây tìm anh Nghĩa để... Để anh chi? Để em xin lỗi. Thôi đi. Xin lỗi xong rồi em cũng làm sai nữa à? Không, chuyện này không có sai đâu. Cái mặt vậy là còn giận đúng không? Vậy mét bắt ta. Ê nè. Không phải giận mà là anh sợ em á. Anh sợ em? Ừ. Trời ơi, người ta như thiên thần vậy mà sợ. Thôi, để em đền bù cho nha. Bù hả? Hả? Bằng cách nào? Cách nào cũng được. Anh nghĩ là ngoài anh ra thì em cần phải xin lỗi thêm một người nữa. Ai? Em nghĩ đi, ngoài anh ra còn ai bị oan nữa? Biết rồi. Thì chút xíu nữa em qua em xin lỗi chị Thảo Nguyên sao? Còn giờ anh Nghĩa cho em, thay anh Nghĩa phụ nha. Thôi, phụ cái gì? Em làm cái gì hư cái đó mà phụ? Không, chứ này không có hư nữa đâu. Thôi mà. Không có hư nữa đâu mà. Muốn làm thiệt không? Thiệt. Làm thinh. Em làm không được. Không được thôi. Anh Nghĩa à, em mà nhịn một hồi là em chết đó anh Nghĩa à. Anh Nghĩa à. Bà đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ chưa? Rồi, đủ hết rồi nè. Chứ lên trễ mà thiếu một tờ nào nó mệt lắm à. Hay là con đi với ba má nha. Thôi, con ở nhà với bà nội đi. Ba má đi với anh Nam được rồi. Sao anh Nam lại đi chung với ba má? Nam có người bạn muốn mua nhà nên mình sẽ bán được giá hơn con. Đúng rồi đó. Chứ để nhà mà bị phát mãi là mất giá lắm đó con. Ba má đi rồi hai đứa nhà lo cho bà nội nghe không? Dạ con biết rồi. Thôi đi đi, để trễ nè. Ba má đi cẩn thận nha. Có gì alo con biết liền nha. Má biết rồi. Ở chị chỗ anh làm chưa mà quên em xin quên gì dạ. Em gặp chị, em tính qua gặp chị Nguyên đứa nè. Nguyên nó không có nhà. Ủa chị Nguyên có nhà hả? Đi rồi. Chết mồ rồi, em tính đem bánh qua xin lỗi chị nè. Trời có nành ní á ta, con bánh xin lỗi nó. Chứ sao? Thôi đưa đây, chị cầm, chị đem về. Rồi chị nói nó tiếng gì vậy em cho. Chị nhớ nói giùm em. Chứ mà chị mà không nói là chị giận em lắm luôn á. Chị hứa với em là chị sẽ xin lỗi giùm em mà. À, chị. Gì? Em biết là cái tính của chị rất là tham ăn. Cái chị mà lỡ chị ăn á thì chị cũng nhớ là chị chừa lại một cái đi về cho chị Thảo Nguyên ăn. Chứ mình ăn hết rồi cái về nhà cái không có gì hết, cái nó không có thành ý xin lỗi, cái chị Nguyên chỉ còn giận nha. Thiệt á, chị nghe em nói xong mà chị tức á. Em sao rồi? Em nói chị ham ăn, chị ăn là chị làm phước. Cái gì? Thật sự là chị ăn đâu mà chị sẽ nói lời xin lỗi của em cho con Nguyên nghe. Rồi em buồn, em khóc nước mắt.
đúng 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 rồi, nó nói chỉ là em buồn, em khóc, em rớt nước mắt vậy này sợ. Trụt, ta đã rầu thú ruột rồi, mày còn thở ra thở vô nữa, mệt quá. Hả? Nội gầu con cũng gầu mà, con thở ra là con diễn đúng tâm lý buồn rồi, đâu muốn gì nữa. Không biết à, vợ chồng thằng ba nó lên trển nó là công chuyện, không biết tới đâu rồi, hết nỗi lo quá à con. Thôi, người đừng có lo, thì mình lên làm giấy tờ, không rồi mình đi về, chứ đâu có ai bắt bớ gì đâu nữa lo. Thưa nội, con mới về. Hôm nay về sớm mà. Dạ, tại em hơi mệt á, nên xin về sớm. Mà con có sao không con? Con không sao đâu nội, chắc tại mấy bữa nay con thiếu ngủ á, cho nên mới vậy. Ba má con cậu về chưa nội? Chưa, nội chưa thấy, nội sợ gọi lên đó làm cho tụi nó rối luôn. Con cũng nghĩ giống nội á, sợ không giúp được gì, còn làm rối thêm nữa thì phiền lắm. Mà ba má không cho tụi con theo, ở nhà con sốt ruột quá nội ơi. Nhưng mà con ơi, chuyện người lớn, đừng có thập tay đặt chân vô nghe không, để vợ chồng nó lo. Đúng rồi đó, chuyện người lớn em mà nhúng tay vô á, lỡ hư bột hư đường là đổ thừa em á. Thôi, dạy vậy đó bụng cho ăn cơm, chị dọn cơm cho ăn. Dạ, chị dọn cơm cho em nha. Nhiều chuyện quá. Quỷ viên á, ní na ní nừng, ní la ní nừng, nói chuyện với tôi làm chi, làm tôi quên mà xà bông. Mà một khi tôi quên mà xà bông á là tôi phải giác cái thân tôi đi mua, mà tôi đi mua không lẽ giờ tôi không ghé vô quán nước tôi uống, mà một khi tôi uống nước rồi thì tôi chủ. Trời ơi trời, vậy trời biết chị đang nói xấu người khác không? Tự nhiên ở đâu xuất hiện tôi lù làm không cái gì vậy? Làm gì mà đứng lẩm nhẩm mình vậy? À, không có gì vậy. Chủ. Hả? À? Nguyên có nhà không? Có. Nó xin nghỉ, nó nhà nó lo cho nội á. À, chắc là Nguyên với nội buồn lắm ha. Trời ơi, em ôm đụng nhắc, nội gầu dữ lắm. Thôi, em qua thăm nội nha. Ôi, cầm đồ đạc vậy qua thăm luôn, về cất đi. Không có gì đâu, tiện đường em ghé luôn mà. Ờ ha. À. Đi. Ủa chị không đi chợ hả? Quên đi chợ. Mà trời ơi, tiếc quá à. Vậy? Chị đang tính đi với em về coi em nói chuyện gì với nội có vui không. Mà giờ mắc đi mua đồ rồi. Ê nói nghe nè, không ấy bây giờ á là em chờ chị chút xíu nha. Em đi bộ từng bước thôi, hiểu không? Nhảy cha 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 tới đó rồi chị quanh về được luôn á. Thôi, mệt chị quá. Đi ạ. À. Chờ chị nha. Chờ nha. Người già thường hay mất ngủ vậy đó. Thôi để chút nữa về bển, tôi hút thêm vài thang thuốc cho nội nghe. Thuốc bổ nội tôi còn. Uống thuốc của chú Tám á, nội cũng ăn được ngủ được lắm. À. Chắc tại chuyện của ba tôi cho nên nội tôi mới trăn trở vậy thôi. À. Khi nào hết thuốc thì nói tôi nghe. Cảm ơn nha. Không ngờ xảy ra chuyện lớn vậy nữa. Nè, tôi giúp gì được không? Tôi còn phải làm gì nữa thì sao anh giúp được? Vậy bây giờ mọi người tính sao? Nhà tôi có tính hết rồi. Bán nhà xong chắc sẽ ổn á. Chắc mai ba má tôi về nè. Ờ. Nè, tôi giúp được gì á thì nói nha. Tôi biết rồi. Tôi về ạ. Thank you.
làm gì ngồi trên xe vậy mà khóc hoài vậy trời? Tôi buồn tôi phải khóc chứ. Buồn ai không buồn, tôi cũng buồn vậy, nhưng mà tôi có khóc không? Bây giờ nhà cửa xe cổ bán hết rồi đó, ông tính thì sao? Trước mắt thì về quê ở với má thôi, để má tính chứ giờ tôi hết biết tính rồi. Hồi trước một hai ông chịu về quê, không ngờ bây giờ phải về mà về trong tình cảnh này đi nè. Làm ăn rồi đâu có nói trước được cái điều gì bà ơi, ấy lên xuống rồi cũng chuyện bình thường thôi. Má con tôi cũng chỉ mong có được cuộc sống bình thường thôi. Đừng có lo, bị yên tâm đi, từ từ tôi sẽ lấy lại hết. Còn có lần sau nữa hả? Lần này má con tôi phải ra đường rồi nè. Có lần nữa chắc là mẹ con bà cháu đi luôn trong vườn lòng. Bà cho nó xui. Cô sao vậy? Sao mặt cô xanh lè? Cô bị say xe hả? Không phải, cô hơi mệt. Lấy gì dầu sức cho bà đi. Nội ơi, cô chú về nè nội. Thưa má. Thưa má. Hai tụi con về hả con? Công chuyện trên đó rồi sao rồi con? Dạ xong hết rồi bà. Bao nhiêu năm lạp lùng, buốt một cái mất cái nhà. Xong là xong cái nợ lớn thôi má, còn mấy cái nợ lặt vặt nữa. Mấy cái chuyện nó nhỏ thôi, tôi điều đình được. Để thư giả rồi tôi giải quyết cho. Ông nói nghe dễ quá ha. Biết mình bán nhà ai cũng tới đòi nợ kìa. Nhưng mà con tổng là hết rồi, còn bao nhiêu hả con? Trăm mấy hai trăm mà. Trời ơi, tưởng nhiều. Có trăm mấy hai trăm ngàn. Nội, đưa chú luôn 500 đi. Cho mấy 200 triệu bà. Cái con này, kiểu với ngàn ngàn cái gì? Không biết. Thật khó quá bỏ hoài nè. Má, con xin phép má vô trong con nghỉ chút nghe. Mấy bữa nay, như chết đi sống lại luôn. Vô nghỉ con. Nguyên Nguyên. Dạ. Chủ. Dạ. Con đi xuống lo nấu cháo đi con. Ờ, cho cái dạ. Ừ. Bà, ý má cho con mượn trăm mấy hai trăm con giải quyết cái vụ này đi má. Trời đất ơi, má đi đâu ra? Thôi, con làm, con tự lo lấy, con đừng có dựa vô má nữa. Dạ, sao ai cứ mặt chầm dầm, cao có khó chịu. Ra đây hít thở khí trời trước cho nó đỡ coi. Má đỡ nhiều chưa má? Má ăn miếng cháo đi, để con đút cho má nha. Thôi, để má tự múc được rồi. Coi chừng nóng quá má. Thiệt là chán. Bây giờ có nên nói không ta? Mà nói chị không biết nói gì giờ. Lỡ bị chửi gì sao đây, biết đâu mà... Trời ơi. Hổng hồn chú. Trời đất ơi, làm cái gì vậy? Con đi, con lỡ lấy đài đó chứ. Rồi áp sát hay sao mà đi rình mò, đi tôi chết hay sao vậy? Đâu có đâu,
con ngu, con ám sát chú, con đi tù, ai trả lương cho con? Vì sao trả lương tôi? Con có chuyện muốn hỏi chú. Hỏi gì đó đi. Chú Vẫn là người trả lương cho con phải không? Đúng, chú trả, rồi sao? Mà tiền đâu chú trả? Tiền đâu không biết, biết tao có tiền tao trả thôi. Được chưa? Mà cái chuyện này nó làm con hoang mang dữ lắm luôn á. Hoang mang cái gì? Tao nói tiền tôi trả, không có thiếu một xu, hoang mang cái gì nữa? Được chưa? Phải, ý con là ví dụ mà chú túng quá thì con cho chú khất nợ đó. Không phải là vì con ủng hộ cái việc mà chú đi mượn nợ rồi bị phá sản đâu. Mà là gì? Con thương nội. Hả? Thương cô. Thương đàn em nheo nhóc như một người ba như chú mà. Trời ơi, tôi đi. Tôi gặp cái chết bây giờ. Hết má tôi, vợ tôi, tới con tôi là áp lực cho tôi chưa đủ hả? Thì tôi mày mà làm áp lực luôn. Trời ơi! À, thiệt luôn á. Trên đời này có ai chơi chủ thiếu nợ, còn bị chửi với nợ anh cổ vậy nữa. Thiệt, tôi khổ quá mà. Trời ơi, cái con này nó điên rồi sao á? Tôi bó tay với con này luôn à. À má, má đừng có buồn nữa nha. Con nghe người ta nói cái gì mà của đi thay người á, nhưng mà con tin chắc á là từ từ mình sẽ kiếm lại được. Đâu có dễ vậy con. Đó là sự nghiệp cả đời. Không phải là má tiếc cho má, mà má tiếc cho hai chị em con. Của cải bao năm gây dựng, cốt là ba má để lại cho hai đứa. Dạ, con biết là ba má thương và lo cho hai chị em con. Nhưng mà hai chị em con dù sao cũng lớn rồi, có tay có chân á, tự khắc sẽ kiếm được tiền. Nhưng mà quan trọng bây giờ á là gia đình mình phải đùm bọc, yêu thương lẫn nhau và giữ gìn sức khỏe để vượt qua cái thời điểm khó khăn nhất má ha. Nội. Ê ha. Nội nước đi nội. Mang coi. Thảo Nguyên nè, nội tính rồi, nội sẽ trả nợ cho ba con. Nội nói thiệt hả nội? Thiệt mà. Nhưng mà con nghe nội nói là muốn ba con tự giải quyết mà. Ừ thì nội có ý định đó, nhưng mà nội muốn nó phải thấy, nó tự thấy công việc của nó làm. Nhưng mà khi nội nhìn thấy mẹ con nói với con, nội không nỡ. Con cảm ơn nội. Nội của con là số 1. Nhưng mà nội, con thấy á, nếu như mà nội bỏ tiền ra mà trả nợ cho ba con vậy á thì dễ dàng quá. Con sợ á là ba con ỷ y rồi lại làm tiếp á nội. Nó có hư là phải phạt, phải không con? Dạ. Nhưng mà theo con thì giờ phạt nó cách nào? Phạt sao giờ? Nội, hay là con thấy vậy nè, theo kế hoạch ban đầu của bà cháu mình á, thì nội muốn ba con về chăm sóc vườn tược đất đai mà, đúng không? Vậy thì bây giờ nội đặt điều kiện đi. Bây giờ mà đặt điều kiện gì ba con không chịu. Hay hay nội. Được 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 quá. Dạ nội. Giỏi. Dạ tôi biết rồi. Dạ rồi rồi, để từ từ đi, từ từ thư thư rồi tôi có gì trả cho. Chờ tôi chút xíu đi. Có rồi dễ biết liền nè. Rồi ráng chờ đi ha, mà cũng hơi lâu lâu á nha. Khóc quên giỡn chơi thôi, cũng nhanh thôi, nhanh. Dạ anh thông cảm nghe. Dạ gỡ liền. Dạ chào anh. Dạ ê chà. Ủa má, nãy giờ má chồng hả? Thì tao ngủ ở trong, ngủ sao được. Tao nghe ba nói chuyện gì với ai ngoài này mà ôm sòm vậy. Má biết rồi đó,
Giờ ai gọi điện thoại cho con nữa, toàn là chủ nợ đòi nợ thôi. Ủa? Bộ chưa xong hả? Sao xong được quá, trả mới xong. Chưa trả sao xong. Khổ lắm. Tao nghĩ rồi. Để rồi à, tao lo tao cho mượn. Nó bà... Cái gì? Con có nghe lầm không? Chó có mượn tiền hả? Ừ. Ôi mẹ hiền. Mẹ. Ho ca nó kỳ. Để lấy tiền xong ca. Tao nói cho bé biết. Dạ. Chẳng qua tao thương cháu với dâu tao thôi. Dạ, má thương ai cũng được. Rồi bị con có tiền luôn được rồi. Với một điều kiện. 1000 điều cũng được, chứ đừng nói một điều kiện. Điều kiện gì má cứ nói. Phải ký cam kết. Ký hả? Ký. Ở đây. Má ơi, tụi với tụi chứ hai má con đưa mượn tiền nhau ký cam kết thấy nó làm sao má ơi. Ủa cái này là tao cho mượn, có phải là cha cho vay không đâu. Dạ. Tao nhớ cái điều đó. Ký luôn. À. Tụi bay đâu? Dạ. Ra gì? Hết đây. Gì giống như là hô quân sĩ rồi vậy? Trời ơi, hình như là có sự chuẩn bị núp lén ở đâu đó. Con đưa cho ba bay đồng. Gì đó, đưa cho coi. Hả? Cái gì? Rồi có Vũ làm ngày nắm rồi nữa. Có nó nữa hả? Phải làm mới có tiền trả cho tao chứ. Trời ơi. Đúng rồi đó chú. Phải có thóc người ta mới cho mượn gạo chứ. Chứ mà má ơi, trời ơi, mấy chục năm nay đâu con đâu có đụng tới cái này đâu mà con làm được. Cái đó ba cứ yên tâm đi. Nội á, tính hết rồi. Tao tính rồi. Tính sao má? Cái thằng Nghĩa á. Dạ. Nó giỏi cái vụ này dữ lắm. Tao sẽ nhờ nó dạy cho bay. Thằng con gì? Đi học cái thằng quát con đó. Rồi con kêu nó thầy em. Trời ơi chết con à. Quát con nhỏ con gì? Nó nhỏ nhưng mà nó giỏi võ. Nó bự thứ màu võ gì. Ba. Chưa hết đâu nha. Còn ở đằng sau nữa nè. Trời ơi, cái gì nữa đây? Phụ lục tuyệt đối không được chạy về thành phố ở. Trời đâu ra nữa. Phải tiếp tục làm nghề nông. Và đặc biệt không được phải để con cái tự do theo ý mình, hoạt động theo sở thích mình. Không được ngăn cấm chuyện làm từ thiện. Trời, có vụ này nữa. Thôi ba. Mấy cái điều kiện nhỏ nhoi như vậy á, làm sao làm khó được ba của con, đúng không ba? Cái này chắc chắn là thằng này nó có ý kiến vô cái vụ từ thiện nè. Thôi chú ơi, giờ có tiền mà chú đồng ý đại đi, thương lượng gì nữa. Đúng rồi đó ba. Trời ơi là trời. Thiệt, có cảm giác mọi người gai con này má ơi. Gài, ký đi. Họ ơi, bị gài mà được 200 triệu. Không mấy nội gài giùm con mang ơn. Cứ miệng được nhắm 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 nhắm. Xong. Má. Yeah. Đây. Trà nóng hỏi vừa thổi vừa uống đây. Nội uống trà sen nha. Rồi. Tôi không có đâu. Đi ra ngoài mua giùm tôi ly cà phê đi. Thiệt luôn á chú. Chú miếng trà sen đi ngon mà. Cà phê làm chi? Đã biết nợ nần tùm lum rồi. Cứ đòi hỏi. Nhỏ này chứ vô duyên là. Uống cà phê không được à? Được. Vậy chú muốn cái gì cũng được hết trơn hết trọi á. Chú không có tên chủ. Nhưng trong nhà này chú là chủ. Còn con tên chủ nhưng con lại không phải là chủ. Mà một khi không phải là chủ thì phải nghe lời chủ chứ biết sao giờ. Trời đất ơi, nghe lung bung lỗ tai tôi luôn. Thôi kệ nó đi con. Má quy con ở đây chờ ai vậy? Ráng chờ chút xíu đi. Chờ ai hỏi anh chi? Lát biết liền nha. Chủ, nó nói chừng nào có qua. Nó đồ quả nội. Đó, trời ơi, nó tới rồi kìa. Trời đất ơi,
Thằng này nó chết linh dữ lắm luôn á, nhắc tới liền à. Dạ, nội. Dạ chú. Con, ngồi đi con, ngồi xuống đi, ngồi đi. Dạ. Trời ơi, bà đừng có nói con là bà ngồi chờ người này nha. Đó đó. Trời ơi. Ủa chú, bộ chú quên là chú đã ký vào bản cam kết rồi hả? Cam kết thì cam kết. Má muốn từ nay á, con đi theo để học hỏi nghĩa. Trời ơi, trời má ơi, mới giỡn hoài má ơi. Vậy thôi má kiếm đi, kiếm người làm đi. Trời đất ơi, bây giờ còn đòi mướn người nữa hả? Má muốn tự tay con làm. Không có gì là không được hết á. Thằng Nghĩa dạy được thì con học được. Giỡn hoài má ơi. Dạ. Dạ nhưng mà chuyện này là sao nội? Nội á, nó muốn con chỉ dẫn cho chú ba làm vườn tược đất đai để sau này á, con biết không? Chú ba thì phải lo đất đai vườn tược của nội mà. Dạ con thì dễ rồi. Nhưng mà còn ý của chú thì không được đâu má ơi. Trời đất ơi, học ai cũng được chứ tự nhiên học con cho tám tàng sao mà học được má ơi. Học không được phải không? Không hết được thì trả tiền lại đây cho má. Rồi con muốn làm gì con làm. Má biết rồi, giờ con tiền bạc đâu nữa mà trả. Trời ơi, bây giờ con nói con không tiền. Không có tiền á thì con phải nghe lời má, nghe chưa? Gửi gì? Dạ, chú. Dạ, anh đó nè. Sao? Dạ, khu vườn rau á. Ừ. Mình phải trồng gần nguồn nước, nguồn phân. Với lại phải thuận tiện cho giao thông phân phối. Dạ, khâu trồng đất nữa, quan trọng lắm á chú. Trời ơi, đất nào cũng là đất thôi. Dạ đâu có, có nhiều loại đất lắm nè, đất pha cát nè, đất phù sa ven sông nè, rồi đất thạch nữa. Dạ thôi được rồi, cái gì hiểu rồi. Dạ chưa mà. Cái gì hôm nay học vậy thôi, học gì cũng không có thuộc gì. Dạ không, chú. Anh Nghĩa. Ủa? Hả? Tôi nghe nội nói là anh dạy ba tôi làm vườn mà. Sao anh ở đây? Rồi ba tôi đâu? Chú đi về rồi. Bộ xong rồi hả? Nhanh vậy? Chưa có xong. Mà tôi mới nói có vài câu cái chú bỏ chú về à. Tôi hiểu rồi. Mà tôi thấy hình như là chú không có thích hay sao á. Tại vì á, nội tôi ép á, chứ ba tôi không thích. Vậy hả? Vậy thì khó lòng lắm à. Nếu mà chú không thích á, ép cũng vậy à. Phải nghĩ cách mới được. Thôi, trước mắt á, anh cứ giúp giùm nha. Rồi còn chuyện của ba tôi á, nhà tôi sẽ xử lý sao. Ừ. Vất vả nghe. Cảm ơn nhiều á. Có gì đâu cảm ơn, có làm được gì đâu. Trời, anh nhận lời là tôi mừng rồi đó. Thôi, tôi đi trước nha. Ừ. Ngủ nhức lắm hả ông? Nhức lắm. Ây da. Được rồi. Người nó rượu rã trơn trời. Người làm có một bữa mà sao nhức dữ. Trời đất ơi, mà nghĩ sao vậy? Tôi vậy bắt đi lao động không đâu, nhức mỏi sao được. Tuổi già rồi, không ngã quỵ chết luôn là may á. Trời đất, làm mới có nhiều mà chết. Ừ. Chết phan, nhích qua trái một phân. Vậy hả? Ừ, một phân thôi. Một phần cũng nhích nữa, chỗ nào đây đúng không? Ờ, mạnh lên. Mạnh lêu. À! Đỡ chưa? À! Đã chưa? Đã. Ủa, ba bị sao vậy má? Nhức mỏi toàn thân. Ông mới có đi làm bữa mà vậy đó. Vậy hả? Ờ. Vậy á, ba đâu có làm được nữa ta? Ừ. Hay là mai nghỉ với ba? Đó, đó, đúng rồi, ba cũng tính vậy con. Ba tính hết rồi hả? Ừ. Ba đừng giả bộ nữa. Con biết hết rồi nha.
Biết gì? Làm bộ gì? Ba, không có làm gì hết trơn á má. Ra cũng 5 phút rồi, là dọn mất tiêu à. Nó quá à. Trời đất ơi. 5 phút mà nào? 10 phút. Ôi vậy, thiệt vậy luôn hả? 10 phút. Ây da, ây da. Trời đất ơi. Cái gì? Làm đã vừa bấm gãi tay luôn hả? Nhưng mà tôi nhức mỏi thiệt mà. Ba mà cứ vậy hoài á, con mét nội cho coi. Này, mét nội đi. Mét nội rồi ba ra đường ở luôn. Cũng biết sợ nữa à. Vì sao? Cái tuổi này mà ra đường là bụi đời, cái gì? Vậy chứ giờ ba tính sao? Giờ tính sao? Không ráng thì sao? Đúng rồi đó. Ráng đi. Cả nhà này trông cậy vào ông hết á. Thương thương mà. Má. Ừ? Con thấy lo cho ba quá. À mà má, con có ý này nè. Tính nói với nội mà không biết nội có chịu không? Hay là để con làm thế ba nha má. Không được đâu. Nội làm vậy là có ý của nội. Con đừng có xía vô. Nhưng mà con sợ ba chịu không được. Tại vì á, nào giờ ba có lao động đâu. Yên tâm đi. Nội á, có tính hết rồi. Không sao đâu. Với lại á, nội cũng có dặn anh Nghĩa nữa. Ba không có làm gì cực đâu. Đừng lo. Tại vì á, hồi nào tới giờ ba con không có quan tâm tới giường tuột. Nên lần này nội làm như vậy là nội muốn ba con phải có trách nhiệm hơn thôi. Vậy giờ hai chị em con cần phải làm gì hả má? Bây giờ gia đình mình không có còn được như xưa nữa. Cho nên hai đứa con phải cố gắng nhiều, biết không? Dạ, con biết rồi má. Dạ.